Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vất. chương 1141, hữu Duyên vạn dặm đều đến gặp gỡ. Không nghĩ tới đã là cái giờ này. Tống Thư Hàng đạo, hắn nguyên bản kế hoạch hôm nay trước mang thông nương đến nàng nơi sinh, cấp tốc giải quyết nàng nơi sinh bên trong ẩn tàng bí tàng. Sau đó, như thời gian còn sớm, còn có thể chạy về Văn Châu Thị một chuyến, về nhà nhìn xem cha mẹ, dù sao Tết Trung Thu nha, đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Bọn hắn mới từ đỉnh núi trong kết giới đi ra, bên ngoài đã trăng sao giữa trời, bóng đêm càng thâm. Đúng rồi, thập lục, thi, các người Tết Trung Thu muốn về nhà đi xem một chút sao? Tống Thư Hàng hỏi. Tô Thị A thập lục lắc đầu, nói tu chân giả thọ nguyên cực kỳ dài dòng buồn chán, một số người bình thường tiểu tiết nhật, chúng ta không nhất định hàng năm đều qua. Thi, ta bên kia cũng thế. Cũng đúng, Tống Thư Hàng đạo sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về công đức xà mỹ nhân trong bụng xích tiêu kiếm. Bởi vì vừa định lên thông nương, hắn liền nhớ lại một vấn đề. Đúng rồi, xích tiêu đạo hiếu, thông nương căn hạ đào ra khối kia màu đỏ kết tinh đến cùng có làm được cái gì sao? Tống Thư Hàng hỏi. Khối kia kết tinh, hiện tại còn bị ném ở hạch tâm thế giới bên trong. Cái đồ chơi này nhiệt độ cực cao, ngoại trừ thông nương bên ngoài, Tống Thư Hàng cũng không thể tiếp cận. Hiện tại, thông nương còn tại hạch tâm thế giới, ghé vào khối này xích tinh thường không chịu xuống tới. Hả, người nói cái kia xích tinh A, đó là xích tiêu tử cho tiểu thông nương lưu lại tạo hóa, có thể để tiểu thông nương thoát thai hoán cốt, hóa ra thể chất đặc thù yêu khu tới. Xích tiêu kiếm trả lời. Audio điện tử võ tấn bền. Liên quan tới thể chất đặc thù, Tống Thư Hàng trước kia nghe Vũ Nhu Tử nhắc qua tu sĩ tại nhị phẩm cảnh giới phía sau nếu có kỳ ngộ, đại cơ duyên, có thể đem chính mình thân thể ngưng tụ làm thể chất đặc thù. Đạo gia có tiên thân, đem đối ứng ma tu có ma thể, Phật tu có Phật trùng, nho môn có nho căn, yêu tu có yêu khu, các có được hiệu quả khác nhau, đều có thể tăng lên tốc độ tu luyện, tăng cường uy lực pháp thuật hoặc là cận chiến lực. Bất quá tiên thân muốn ngưng tụ rất không dễ dàng, tiêu hao rất lớn, tỷ lệ thất bại càng là tại 90% trở lên. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, cái kia muốn làm sao để thông nương sử dụng. Đưa nàng chồng lên đi là đủ, xích tiêu kiếm đạo, chỉ đơn giản như vậy. Đúng rồi, thông nương hiện tại căn đâm vào ngộ đạo thạch bên trên, xích tiêu đạo hiếu nhưng có biện pháp đưa nàng cấy ghép đi ra. Lại đem nàng loại đến khối kia xích tinh đi lên, Tống Thư Hàng hỏi, tốt nhất có thể thừa cơ đem thông nương từ ngộ đạo thạch thượng gỡ xuống xích tiêu kiếm, chờ nàng thực lực cường đại phía sau chính nàng liền có thể từ mộ đạo thạch thượng leo ra. Mặt khác, hiện tại còn không thể đưa nàng loại đến xích tinh bên trên, cảnh giới của nàng quá yếu. Cảnh giới quá yếu, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, đã như vậy, vì sao xích tiêu tử đạo trưởng lại tại trong mộng nhắc nhở thông nương, để cho nàng tiến về xuất sinh chi địa. Cái này nồi nhà ta xích tiêu tử không lưng a à. xích tiêu kiếm nói, ai có thể nghĩ tới, hơn 300 năm đi qua, thông nương còn chỉ có nhị phẩm thực lực. Theo chúng ta dự tính, 300 năm thời gian đầy đủ nàng tấn thăng ngũ phẩm. Tống Thư Hàng Cũng thế, nói đến tu luyện, thông nương hoàn toàn chính xác phế đi chút. Nói cách khác, muốn ngũ phẩm cảnh giới, mới có thể đem thông nương loại đến xích tinh đi lên. Tống Thư Hàng hỏi Xích tiêu kiếm nói cũng không nhất định cần ngũ phẩm, tứ phẩm cảnh giới liền có thể đưa nàng cấy ghép. Hiện tại, để cho nàng ở lâu tại khối kia xích tinh bên cạnh tu luyện đi đối nàng có chỗ tốt tống thư hàng âm thầm gật đầu vậy thì chờ thông nương tứ phẩm sau lại nói đi đúng rồi khối kia xích tinh tựa hồ là hỏa diễm thuộc tính cái kia thông nương đến lúc đó ngưng tụ ra yêu khu chẳng lẽ cũng sẽ là hỏa trúc tống thư hàng hiếu kỳ hỏi nhất định xích tiêu kiếm đạo thi nhãn tình sáng lên hỏa diễm hành mầm tống thư hàng một gốc thiêu đốt hành mầm sao Tốt có hình ảnh cảm giác. Một đoàn người vừa nói vừa đi, rất nhanh, liền về tới chân núi vị trí. Chính là cái kia khắp nơi trên đất trồng nhân sâm, linh chi chờ vật đại bổ khu vực. Những nhân sâm này, linh chi có thể ngắt lấy sao? Tống thư hàng thuận miệng hỏi. Không có vấn đề, bất quá mấy trăm năm nay đến, nơi đây gieo trồng nhân sâm, linh chi bên trong dược lực đã toàn bộ bị kết giới đại trận hấp thu. Nói cách khác, hiện tại bọn họ dược dụng giá trị cũng liền tương đương với đại la bạc đi, người nếu thật muốn, hái một số nhai lấy ăn cũng không sao. Xích tiêu kiếm trả lời. Tống thư hàng, nghĩ nghĩ phía sau hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra, hạch tâm thế giới, từ đó cuốn đi một nhóm nhân sâm, linh chi chờ dược liệu, đưa chúng nó cấy ghép đến hạch tâm thế giới. Hắn muốn thử xem, cấy ghép đến hạch tâm thế giới phía sau những nhân sâm này linh chi loại hình dược liệu, có thể khôi phục hay không mang theo trong người một cái tiểu thế giới nhân vật chính, không đều là chơi dạng này xáo lộ nha. Mấy người rời đi Linh Sơn. Tống Thư Hàng sau lưng, còn có hoa sen sợi dễ đâm vào hư không, xuyên qua không gian, liên tiếp lấy đỉnh núi chỗ đoàn kia cửu u tàn năng. Mấy giờ rồi, Tống Thư Hàng hỏi. Mười giờ tối, thì nhìn đồng hồ tay một chút, trả lời. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời minh nguyệt. Không khỏi, trong đầu hắn, lại nghĩ tới đồng quái tiền bối cát bạc thượng thượng thiêm. Đêm trăng tròn còn không có quá khứ, nói cách khác, hắn còn rất có thể bị đông qua thánh quân bắt lấy, ấn đập lên mặt đất cuồng rút đồng thời việc này sẽ còn truyền khắp toàn bộ tu luyện giới. Xích tiêu đạo hiếu, ngươi chừng nào thì có thể lại phối hợp ta sử dụng phần thiên hỏa diễm đao. Tống thư hàng hỏi, xích tiêu kiếm tính toán thời gian, lại đến chừng một giờ, còn kém không nhiều lắm. Nghe vậy, Tống Thư Hàng trong lòng an tâm chút. Xích tiêu kiếm nhìn qua không có muốn rời khỏi ý tứ cho nên, như lúc này đông qua thánh quân tới, muốn cùng hắn đại chiến một trận, nói không chừng hắn có thể mượn dùng, xích tiêu kiếm, thôi phát, phần thiên hỏa diễm đao. Xích tiêu kiếm hỏi, người lại muốn đi chặt ai? Không nhất định, nhìn tên kia ban đêm sẽ tới hay không tìm ta đi. Tống thư hàng đảo, xích tiêu kiếm tốt, đến lúc đó muốn chém người cho ta biết một tiếng ta cho ngươi đến lần miễn phí hiện trường dạy học, chỉ đạo ngươi càng tiến một bước học tập phần thiên hỏa diễm đao, chiêu này ta lão thích. Tống Thư Hàng Ngay từ đầu hắn liền muốn đậu đen rau muống, xích tiêu kiếm là kiếm A. Nhìn ngang kiên nhìn đều là kiếm, vì mau hắn chém ra lại là đao khí. Mà lại, còn lão ưa thích phần thiên hỏa diễm đao cái này một cái đao chiêu. Cây kỹ năng điểm quá sai lệch. Một bên khác, Tại khoảng cách tống thư hàng bọn người chỗ Linh Sơn cách đó không xa, có một đám người chính chậm rãi tiếp cận. Đi ở phía trước vị kia, ăn mặc mang mũ trùm áo ngoài, lại có kim sắc tóc ngắn từ mũ trùm xa suốt ra. Hắn thân hình cao lớn, có được màu xanh lam con mắt, lập thể ngũ quan, gương mặt cương nghị, đây là một trương Tây Phương cứng rắn phái xuất ca khuôn mặt. Chính là thiên nhiên đệ ngũ thánh đông qua thánh quân. Sau lưng hắn, đi theo mấy vị khiêng các loại tiên tiến chụp ảnh thiết bị cùng các loại chụp ảnh loại pháp khí tu sĩ, mỗi một nhóm đều có tứ phẩm cấp bậc trở lên tu vi. Những này tứ phẩm tu sĩ, chính là tu sĩ nhật báo, thiên cơ tin tức trung tâm, thần cương tu sĩ điện đài, thánh điện kênh, vu sư võng lạc trung tâm các loại mấy cái người tu luyện nổi danh kênh phóng viên. Xin hỏi đông qua thánh quân, ngài thật sự từ bỏ đêm nay cùng bá tống huyền thánh trăng tròn cuộc chiến sao? Một vị nam tử tóc nâu dò hỏi, hắn là thánh điện kinh phóng viên đông qua thánh quân khẽ gật đầu đúng thế tu sĩ nhật báo phóng viên thừa cơ dò hỏi xin hỏi đông qua thánh quân ngài vì cái gì lại đột nhiên từ bỏ cùng bá tống huyền thánh trăng tròn cuộc chiến là bá tống huyền thánh đang lúc bế quan hoặc là bá tống huyền thánh không chịu ứng chiến đông qua thánh quân lắc đầu cũng không phải là như thế sở dĩ từ bỏ cùng bá tống thánh quân trăng tròn cuộc chiến là bởi vì buổi sáng hôm nay thời điểm ta đã cùng bá tống huyền thánh gặp qua một lần. Nguyên bản, ta còn hướng bá tống huyền thánh chính thức ước chiến. Nhưng là, tại bá tống huyền thánh hướng ta phô bày hắn một hạng độc môn pháp thuật phía sau ta biết, trước mắt ta thực sự không bằng hắn. Đông qua thánh quân bằng phẳng trả lời. Trong lòng của hắn cũng rất tuyệt vọng, trên trăm mai thiên kiếp bom nguyên tử cộng số lượng đông đảo thiên kiếp bom hydro, lại thêm bá tống thánh quân cái kia một tay không gian quỷ dị pháp thuật, cái này pháp thuật thực sự khó giải. Trọng yếu nhất chính là, số lượng này vẫn chỉ là bá tống thánh quân khổng lồ tồn kho một bộ phận, hắn còn có thể lấy ra càng nhiều càng nhiều thiên kiếp bom nguyên tử cùng thiên kiếp bom hydro. Đối mặt bá tống thánh quân lúc, đông qua thánh quân luôn có loại phổ thông khổ bức người chơi đối mặt khác kim người chơi ảo giác. Muốn gánh vác nhiều như vậy thiên kiếp bom nguyên tử, bom hydro Trừ phi chính hắn cảnh giới tăng lên tới Huyền Thánh đỉnh phong, lấy hắn phòng ngự chi đạo, mới có thể chống đỡ cái kia đáng sợ bạo tạc oanh kích. Thiên Cơ tin tức trung tâm phóng viên kinh ngạc nói, "Bá Tống Huyền Thánh, đáng sợ như thế? Chỉ là một cái pháp thuật, liền có thể để Đông Qua Thánh quân ngoan ngoãn nhận thua." Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn so một số uy tín lâu năm Huyền Thánh còn còn đáng sợ hơn. Đông Qua Thánh quân nói, "Cho nên, ta tình nguyện đối mặt uy tín lâu năm Huyền Thánh." cũng không muốn đối mặt bá tống thánh quân. Các vị phóng viên nhao nhao tại quyển vở nhỏ bản thượng ghi chép đây chính là cái kình bạo tin tức. Thần bí bá tống huyền thánh, vẻn vẹn lộ một tay, liền duy trì ở hắn thiên niên đệ nhất thánh địa vị. Như vậy xin hỏi, đông qua thánh quân ngài đêm nay muốn khiêu chiến người, đổi thành vị nào? vu sư võng lạc trung tâm phóng viên lên tiếng hỏi. Đêm nay ta muốn khiêu chiến chính là một vị uy tín lâu năm huyền thánh, hắn thành thánh tại 1.300 năm trước, thực lực hôm nay có thể nói là thâm bất khả chắc. Thậm chí, ta đều không xác định hắn là lệch ra đã bước vào cửu phẩm cảnh giới. Lúc đầu, ta chuẩn bị tại khiêu chiến xong bá tống thánh quân, tích lũy lòng tin nhất định phía sau lại đến khiêu chiến cái này một vị. Đông qua thánh quân trầm giọng nói. Xuất lời, hắn hít sâu, tiếp tục nói, hắn là ta ngưỡng mộ nhất người, danh hào của hắn mọi người nhất định có hiểu biết, hắn thánh danh chính là cật qua thánh quân. Cật qua thánh quân. Tu sĩ nhật báo phóng viên nhanh chóng tại trong đầu của mình tìm tòi gần ngàn năm đến thành thánh huyền thánh các môn các phái đều có chỗ ghi chép đặc biệt là trước ngàn năm sau cùng mấy vị huyền thánh mọi người đều là nghe thấy nhìn quen mắt nhưng là đám người lật khắp ký ức cũng không có vị này cật qua thánh quân tình báo là chúng ta ghi chép có lỗi vẫn là đông qua thánh quân nhớ lầm rồi đông qua thánh quân ngài xác định vị kia thánh danh là cật qua thánh quân sao thiên cơ tin tức trung tâm phóng viên dò hỏi đông qua thánh quân khẳng định gật đầu không sai chính là cái này tên hôm nay chính là hắn hẹn ta ở đây cùng hắn tiến hành một trận tỉ thí hắn nói hắn muốn tự tay thử một chút ta phòng ngự chi đạo chương một nghìn một trăm bốn mươi hai mời đạo hữu thưởng ta một phát thiên kiếp đạn hạt nhân các vị phóng viên một mặt người da đen dấu chấm hỏi Chẳng lẽ là thật là chúng ta tình báo không đủ, không có thu thập liên quan tới vị này, cật qua thánh quân, tình báo. Nhưng là không đúng, bát phẩm huyền thánh đều sẽ có, nhân tiền hiển thánh. Cho nên, có quan hệ mới huyền thánh tình báo, chưa thiên vạn giới người tu luyện đều khó có khả năng hội bỏ qua mới đúng. Có phải hay không là đông qua thánh quân là người ngoại quốc, năm đó khẩu âm không đúng tiêu chuẩn, cho nên theo dịch âm sinh ra thánh hảo hiểu lầm. Vị này, cật qua thánh quân, tên thật. Có thể là, xích quải thánh quân, hoặc là dứt khoát là dịch âm đến, đông qua thánh quân, tiếng mẹ đẻ phía sau lại chuyển đổi ra, cật qua, ý tứ. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần chờ một hồi tận mắt thấy vị kia, cật qua thánh quân, phía sau liền có thể chân tướng rõ ràng. Mấy vị phóng viên nhìn nhau, gật đầu nói, mặc dù đêm nay thiên niên đệ ngũ thánh vs thiên niên đệ nhất thánh, lớn tin tức không có. Bất quá, một đời mới huyền thánh đông qua thánh quân vs uy tín lâu năm huyền thánh cật qua thánh quân cũng là vừa ra vở kịch. Các vị phóng viên bát quái chi hồn đã bốc cháy lên. Tại đông qua thánh quân dẫn dắt đi, một đám phóng viên thẳng tắp tiến về Linh Sơn. Mà đồng thời, Tống Thư Hàng chính dẫn theo thi, Tô Thị A Thập Lục, Tiểu Thải, còn có công đức xà mỹ nhân, bước ra Linh Sơn chân núi đại kết giới. Tống Sư Huynh, tiếp xuống chúng ta đi thì sao? Thi Hiếu Kỳ hỏi nàng cảm giác đêm nay qua lão kích thích, chỉ là thay thông nương đào cái bảo, lại còn có thể gặp được trường sinh giả đột kích. Đáng tiếc vị này trường sinh giả chân diện mục dấu ở thạch cự nhân bên trong, không biết vị này trường sinh giả bề ngoài ra sao. Sau đó, còn có tống sư huynh điều khiển, công nước xà mỹ nhân, mượn nhờ xích tiêu kiếm, đại chiến một vị khác thần bí đại năng tràng diện. Không chỉ có kích thích, mà lại liên tục bàng quan mấy trận đại chiến phía sau thi trong lòng nhiều hơn rất nhiều lĩnh ngộ, đứng ngoài quan sát đại năng ở giữa chiến đấu, cũng là một loại may mắn duyên, gần với đại năng khai đàn giảng pháp. Ở tại tống sư huynh bên người, tức kích thích lại có thể thăng cấp, ngẫu nhiên còn có thể ăn vào biệt tuyết tiên cơ tiên chân yến, thật là rất bổng Đáng tiếc nàng thành công dược long môn tấn thăng nhị phẩm tin tức, đã truyền về sư môn. Đoán chừng qua không được bao lâu, sư môn liền sẽ phái người đưa nàng đón về. Thi trong lòng, thật sự có chút không nỡ nếu là có thể một mực ở tại tống sư huynh bên người sảng khoái hơn chơi cùng tấn cấp đều không chậm trễ tống thư hàng nhìn về phía bầu trời nếu không đi với ta một chuyến văn châu thị a tô thị a thập lục có chút dừng lại sau đó nói ta không có vấn đề sư phụ đi đâu ta liền đi đâu tiểu thải đạo sư huynh đi đâu ta liền cùng đâu thi híp mắt nói đang khi nói chuyện đột nhiên tống thư hàng trong lòng hơi động có người tới mà lại kẻ đến không thiện hắn thánh ấn sinh ra cảm ứng, đối phương là người mang thánh ấn huyền thánh. Đồng thời, đối phương thánh ấn bên trong truyền lại ra một đạo nghiêm nghị chiến ý. Ngọa thảo, không phải là đông qua thánh quân A. Chẳng lẽ hắn đã khám phá ta, hạch huy hiếp, sau đó ngàn dặm xa xôi đã tìm tới cửa. Đây cũng quá nhanh đi. Đau đầu. Mặc dù, xích tiêu kiếm, đáp ứng tống thư hàng, có thể trợ hắn thi triển, phần thiên hỏa diễm đao, nhưng xích tiêu kiếm bây giờ còn chưa khôi phục, Tính thời gian, hắn hiện tại còn cần tiếp cận 50 phút đồng hồ thời gian mới có thể giúp Tống thư hàng một chút sức lực. Đông Qua Thánh Quân cũng quá biết chọn thời gian đi. Không phải là Đông Qua Thánh Quân a? Tô Thị A thập lục hỏi. 89 phần 10, Tống thư hàng khóe miệng co giật. Muốn trước tránh một chút sao? Tô Thị A thập lục đạo, Đông Qua Thánh Quân đã dám tìm tới cửa đến, khẳng định là tìm được ứng đối, hạch uy hiếp, biện pháp, hoặc là khám phá, hạch uy hiếp là hổ giấy sự thật chạy hòa thượng chạy không được miếu, lấy đông qua thánh quân loại này ma nhân tính cách, hôm nay né hắn, ngày mai hắn tất nhiên sẽ còn tìm tới cửa. Trước xem tình huống một chút lại nói, tống thư hàng đạo, đông qua thánh quân loại này quấn người tính cách, nếu như sinh ở tiên tử trên người, cái kia chính là ma nhân tiểu yêu tinh, có một phen đặc biệt thú vị. Nhưng sinh ở cao lớn thô kịch hán tử trên người, đơn giản để cho người ta đau. Cho nên, trước xem tình huống một chút, thật sự không đi, liền kéo lên cái một giờ, sau đó để đông qua thánh quân từng một phát, phần thiên hỏa diễm đao. Một bên khác, đến, chính là trước mặt, đông qua thánh quân trầm giọng nói, cật qua thánh quân nói qua, hắn hội trên linh sơn chờ ta. Một hồi ta cùng cật qua thánh quân lúc chiến đấu, chư vị thoáng lui lại một số, tránh cho cuốn vào chúng ta chiến đấu phạm vi. Thánh quân yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc, giới tu luyện các phóng viên nhao nhao gật đầu đáp, tu sĩ nhật báo phóng viên lại hiếu kỳ hỏi, đông qua thánh quân, đối mặt vị kia cật qua thánh quân, ngài có phần thắng sao? Nói thật, ta liền một điểm phần thắng đều không có. Đông qua thánh quân nói, nhưng là không quan hệ, cùng hắn ở giữa chiến đấu không nhìn thắng bại. Ta vì muốn hướng hắn chứng minh ta phòng ngự chi đạo, cho nên liền xem như thua, chỉ cần có thể chứng minh ta phòng ngự chi đạo là chính xác, như vậy đủ rồi. Tu sĩ nhật báo phóng viên nhẹ gật đầu. Đông qua thánh quân ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Đêm nay sắc trời rất tốt, trăng tròn sáng tỏ, chúng tinh phủng nguyệt. Bất quá, trăng tròn thể tích vẫn là quá nhỏ một điểm. Suy tư thời khắc, đông qua thánh quân lấy ra bản thân sớm đã chuẩn bị xong trăng tròn bối cảnh, đưa tay đẩy, đem hắn thả ra ngoài. Cái này trăng tròn bối cảnh phóng thích ra phía sau có thể làm cho trên bầu trời trăng tròn nhìn lớn hơn chừng gấp 2. Càng lớn, hơn càng tròn, càng sáng ngời. Bối cảnh như vậy, mới thích hợp hắn cùng cật qua thánh quân chiến đấu kế tiếp. Mặt khác phóng thích cái này trăng tròn bối cảnh, cũng là hắn tại nói cho, cật qua thánh quân, hắn đã qua đến, tiếp xuống có thể bắt đầu, xong thánh đấu pháp. To lớn trăng tròn hiển hiện. Đến rồi, đông qua thánh quân đạo, hắn cảm ứng được linh sơn bên trên, có người xuống núi. Trên thân thể người nọ, có thanh ấn, khí tức. Xem ra, cật qua thánh quân còn không có tấn thăng kiếp tiên. Đông qua thánh quân trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu như vậy, một hồi quyết đấu, hắn chỉ ít còn có thể phản kháng một chút, không đến mức vừa ra trận liền bị treo lên đánh. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên đông qua thánh quân ngây ngẩn cả người. Xa xa nhìn lại, liền gặp Linh Sơn bên trên, có một thiếu niên lang hiện thân. Thiếu niên tóc dài đến lưng, theo gió bay lên, ngũ quan coi như tinh xảo, một mặt hiền lành. Hắn không có cánh tay trái, nhưng hắn cánh tay trái cũng không phải là đoạn đi thông qua một loại ngẫu đứt tơ còn liền cảm ứng có thể xác định thiếu niên cánh tay trái ở vào xa xôi dị không gian thiếu niên sau lưng có một tôn toàn thân kim sắc của hiện hóa công đức chi quang theo sát phía sau cái kia công đức chi quang hóa thành xà nữ bộ dáng nàng nhất cử nhất động thời khắc đều có nhàn nhạt công đức chi quang bao phủ thiếu niên ba tống thánh quân đông qua thánh quân bộ mặt biểu lộ có chút cứng đờ cái này kịch bản không đúng Lúc này ra sân không phải là cật qua thánh quân sao? Vì cái gì bá tống thánh quân sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chính chủ cật qua thánh quân đâu? Ngọa Thảo, chờ dưới có cái vấn đề lớn. Bá Tống Huyền Thánh ở chỗ này, hắn vừa rồi cử động, chẳng phải biến thành lần nữa hướng Bá Tống Huyền Thánh khiêu chiến? Đông Qua Thánh Quân lập tức nhớ tới đầy trời thiên kiếp bom nguyên tử cùng bom hydro, não nhân chứng đau. Mà sau lưng Đông Qua Thánh Quân các giới tu luyện các phóng viên nhãn tình sáng lên bọn hắn bắt được lớn tin tức hương vị. Tống Thư Hàng đứng ở chỗ cao, đồng dạng xa xa nhìn qua đông qua thánh quân. Lúc này đông qua thánh quân hiện ra hắn diện mục thật sự, mà lại không còn kiềm chế tự thân, thánh ấn, khi nhìn đến hắn đồng thời, liền có thể biết hắn thánh danh, đông qua thánh quân. Quả nhiên là đông qua thánh quân, thật sự là tất đậu được rồi, vẫn là tất chính ta đi. Tống Thư Hàng thở dài. Bí đao đạo hiếu, không nghĩ tới người cố chấp như thế. Tống Thư Hàng ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống đông qua thánh quân, như vậy, bí đao đạo hữu người đã tìm tới đối phó ta cái kia pháp thuật phương pháp sao. Tống Thư Hàng thanh âm bình ổn, xuyên thấu qua, thánh ấn, xa xa truyền ra đến, bổ sung thượng, huyền thánh, uy nghiêm. Đông qua thánh quân khóe miệng ẩn ẩn co lại. Nếu như ta tìm tới ứng đối người cái kia khắc kim một chiêu phương pháp, liền sẽ không lựa chọn liên chiến cật qua thánh quân. Bất quá, Trước mặt của mọi người, đông qua thánh quân không thể biểu hiện quá sợ, hắn nói thế nào cũng là thiên niên đệ ngũ thánh, liền xem như chịu thua, cũng phải thua có khí thế. Đông qua thánh quân lắc đầu, nói ra thật xấu hổ, ta từ buổi sáng khổ sở suy nghĩ đến bây giờ, đều không có tìm ra ứng đối bá tống đạo hữu người cái kia pháp thuật phương pháp. Cái này ra hỏa không có nhìn thấu ta, hạch uy hiếp. Vậy hắn làm gì lại tìm tới cửa? Tống thư hàng trong lòng nghi hoặc. Bất quá, hắn sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, như vậy, đạo hữu tại đêm trăng tròn lại tới tìm ta, có chuyện gì? Đối phương hướng phía bầu trời thả ra một cái trăng tròn bối cảnh, đem trên bầu trời trăng tròn phóng đại nhiều gấp ba, rõ ràng một bộ muốn khiêu chiến quyết đấu ra thức. Chẳng lẽ, cái này ra hỏa muốn dùng ngôn ngữ đến ép buộc hắn, buộc hắn từ bỏ sử dụng, hạch uy hiếp, thủ đoạn, sau đó lại chiến. Cảm giác lấy đông qua thánh quân ma nhân tính cách, thật đúng là có thể sẽ tốn tâm tư đạo diễn dạng này nội dung cốt truyện. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, xích tiêu kiếm truyền âm nhập mật, Tống Tiểu Hiếu, trước ngươi nói qua muốn đối phó người, chính là trước mắt tôn này tân tấn bát phẩm huyền thánh sao. Chính là, Tống Thư Hàng trả lời. Vậy liền lên đi, ta mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng bây giờ hiệp trợ ngươi chém ra một đao bát phẩm đỉnh phong, tiếp cận cửu phẩm uy lực, phần thiên hỏa diễm đao, vẫn có thể làm được. Mà lại, Trình độ này, phần thiên hỏa diễm đao, uy lực cũng tốt khống chế, sẽ không ngộ thương. Xích tiêu kiếm lên tiếng nói. Tống thư hàng nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Nói cách khác, hắn không cần kéo một giờ, hiện tại liền có thể trực tiếp rút kiếm, để phần thiên hỏa diễm quét sạch hiện trường. Lúc này, đông qua thánh quân thở dài, sau đó hắn làm cái quyết định. Kỳ thật, chuyện đêm nay là một trận hiểu lầm. Ta ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi đây, là vì muốn khiêu chiến cật qua thánh quân tiền bối hướng hắn chứng minh ta phòng ngự chi đạo đông qua thánh quân trầm giọng nói tống thư hàng lại là hiểu lầm cái này lúng túng lại nói cật qua thánh quân là ai mà lại trùng hợp như vậy vị kia cật qua thánh quân liền ở tại phụ cận bất quá đã gặp được bá tống đạo hiếu vậy ta có một cái không mời chi mời đông qua thánh quân chân thành nói mời đạo hiếu thưởng ta một phát thiên kiếp bom nguyên tử để cho ta tại khiêu chiến cật qua thánh quân trước đó, trong lòng có cái ngọn nguồn. Tống Thư Hàng, chương 1143, khi ta rút ra muội trung kiếm lúc ngươi sẽ chết nha. Đến rồi đến rồi, lớn tin tức đến rồi. Thiên cơ tin tức trung tâm, thần cương tu sĩ điện đài, thánh điện kênh, vu sư võng lạc trung tâm mấy cái người tu luyện bên trong nổi danh tin tức kênh các phóng viên, từng cái mừng rỡ như điên vốn cho rằng đêm nay muốn bỏ lỡ, thiên nhiên đệ nhất thánh vs thiên niên đệ ngũ thánh, vở kịch. Không nghĩ tới lượn quanh cái ngoặt lớn phía sau thiên niên đệ ngũ thánh vẫn là cùng đệ nhất thánh mới vừa lên. Có mấy vị phóng viên đem màn ảnh nhắm ngay tống thư hàng cùng bí đao thánh quân, chuẩn bị mở ra trực tiếp. Chỉ có tu sĩ nhật báo phóng viên, thân thể cứng đờ, đợi chút nữa vừa rồi bí đao thánh quân nói đúng lắm, mời bá tống huyền thánh đến một phát thiên kiếp bom nguyên tử. Hắn không có nghe lầm chứ, thiên kiếp bom nguyên tử, là vài ngày trước vị kia áo trắng tu sĩ khi độ kiếp, tại thiên kiếp trong không gian nổ tung mây hình nấm loại kia sao. Đồ chơi kia uy lực, so hiện thế bom nguyên tử uy lực còn muốn lớn hơn. Nếu như bá tống huyền thánh thật có thể phóng thích thiên kiếp bom nguyên tử, vậy bọn hắn những ký giả này làm sao bây giờ thiên kiếp bom nguyên tử phạm vi công kích cực lớn, bọn hắn hiện tại chạy, còn tới kịp sao? Tống thư hàng lá gan âm thầm thấy đau, hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển trở thành dạng này cầm thiên kiếp bom nguyên tử đi nổ bí đao thánh quân đừng làm rộn hắn thiên kiếp bom nguyên tử là hổ giấy mà lại hắn đang còn muốn tương lai tiếp tục dùng một chiêu này hạch uy hiếp đi dọa người cho nên đã bí đao thánh quân không có muốn khiêu chiến ý tứ vậy liền trực tiếp cự tuyệt đi tống thư hàng sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói ta cự tuyệt thiên kiếp đạn hạt nhân uy lực chính người tâm lý nắm chắc nếu như người thật sự muốn thể nghiệm một chút thiên kiếp bom nguyên tử, uy lực, cái kia thay cái thời gian cùng địa điểm, chúng ta đi vũ trụ vũ trụ, hoặc là tiến về không người sa mạc Gobi đi. Nơi này là hoa hạ, ta cũng không muốn chế tạo không có ý nghĩa hỗn loạn. Chúng phóng viên nghe đến đó, yên lặng gật đầu. Bá Tống Huyền Thánh giảng vô cùng có đạo lý. Tại hoa hạ cảnh nội dẫn bạo vũ khí hạt nhân, một cái náo không tốt, có thể sẽ lần nữa dẫn phát thế chiến. Nhưng trong đáy lòng, chúng phóng viên lại có chút thất vọng. Xem ra mong đợi, thiên hạ đệ nhất thánh vs thiên niên đệ ngũ thánh, vở kịch là đánh không thành. Lúc này, bí đao thánh quân trầm mặc thật lâu, đột nhiên vui vẻ nói, cái kia, bá tống đạo hiếu, chúng ta có thể hiện tại đi vũ trụ sao? Lấy người ta thực lực, tiến về vũ trụ không dùng đến thời gian bao nhiêu. Mặt khác, chúng ta đều biết, thiên kiếp đạn hạt nhân rất là chân quý, cho nên, nếu như bá tống đạo hữu người nguyện ý nổ ta một phát, ta có thể nỗ lực đồng giá thủ lao, tuyệt đối có thể để ngươi hài lòng. Tới đi, nổ ta đi, không cần thương tiếc ta. Nổ ta chết đi sống lại phía sau ta sẽ còn cho phong phú thủ lao nha. Tống thư hàng, không cẩn thận, hắn lại đem bản thân cho hố. Chủ yếu hắn cũng không phải thật sự là bát phẩm huyền thánh, cân nhắc chuyện thời điểm, coi như cẩn thận nữa, nhưng cũng vô pháp chân chính từ bát phẩm góc độ đi suy nghĩ. Bay đến vũ trụ đối bát phẩm huyền thánh tới nói, rất đơn giản. Mà lại, không dùng đến bao nhiêu thời gian, bí đao thánh quân đề nghị, không có thói xấu lớn. Cho nên, muốn làm sao đáp lại bí đao? Muốn giết người sao? Xích tiêu kiếm đột nhiên hỏi. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, tốt a, à, chặt đi. Đối phó bí đao thánh quân loại này ma nhân tiểu yêu tinh A Phi, ma nhân hán tử, nhất định phải một hơi đem hắn giải quyết, không cần cho hắn ma nhân cơ hội. Tại là Tống Thư Hàng tiến về phía trước một bước, đầu tiên là lắc đầu nói, hôm nay không được hôm nay ta còn có việc. Bất quá, đã bí đào đạo hiểu người muốn xác minh một chút bản thân phòng ngự chi đạo uy lực, như vậy, ngươi và ta một chiêu phân thắng thua, tiếp ta một đao như thế nào? Bí đao thánh quân nghe vậy, đầu tiên là sướng sờ, sau đó trong lòng vui lên. Với hắn mà nói, chịu bá Tống Huyền Thánh một phát, thiên kiếp bom nguyên tử, là hạ hạ chi tuyển, nếu như có thể cùng bá tống huyền thánh chính diện chiến một trận, dù là chỉ là một chiêu phân thắng thua, đều so chịu thiên kiếp bom nguyên tử phải mạnh hơn. Tạ ơn bá tống đạo hiếu, một chiêu như vậy đủ rồi. Bí đao thánh quân cả người tinh thần chấn động. Cái kia chuẩn bị xong, bí đao đạo hiếu. Ta một đao kia, sẽ là ta cho đến nay vung ra mạnh nhất một đao. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Xích tiêu kiếm nói qua, hiện tại hắn có thể phối hợp Tống Thư Hàng vung ra có, bát phẩm đỉnh phong, một đao, luận uy lực sau thiên kiếp bom nguyên tử còn còn đáng sợ hơn mặc dù không có bom nguyên tử lớn như vậy phá hư phạm vi nhưng tương đối mà nói lực phá hoại càng tập trung bí đao thánh quân hít sâu hắn sốc lên bản thân mũ chùm sau đó lại lấy ra một thanh vàng óng ánh đại kiếm đem hắn dựng đứng với mình trước mặt sau đó bí đao thánh quân tải trên đại kiếm một phách một bộ hoa lệ kim sắc khôi giáp phù hiện ở trên người hắn bộ này vàng óng ánh khôi giáp bên trên loáng thoáng hiện lên ý chí chi lực. Ngoại trừ kim sắc khải ý khôi giáp bên ngoài, bí đao thánh quân hai tay nắm lấy cự kiếm, xé ra. Nguyên bản vàng óng ánh đại kiếm bên cạnh bắn ra hai khối tấm sắt, đại kiếm một trận biến ảo, trong nháy mắt hóa thành một diện cự thuẫn cái đồ chơi này nguyên lai không phải kiếm, là áp xúc hình thái tấm chắn. Bí đao thánh quân hai tay cầm thuẫn, miệng niệm chú văn, thánh quang lực lượng gia trì ở trên người hắn, cường hóa hắn phòng ngự, đồng thời lòng bàn chân hắn hạ hiển hiện, thánh kỵ sĩ quang hoàn tăng cường hắn phòng ngự. Cuối cùng, bí đao thánh quân thân thể hơi khuất, cả người đều núp ở cự thuẫn về sau. Hai tay của hắn dơ lên cự thuẫn, bày ra tiêu chuẩn phòng ngự tư thế. Ở trong cơ thể hắn, huyền thánh cấp huyền năng, vận chuyển, vì hắn độ thượng tầng một kim cương chi thân. Đồng thời, thân thể của hắn thượng còn hiển hiện từng cái hình xăm hình dáng minh văn. Những này hình xăm là bí đao thánh quân tu luyện công pháp hiển hóa, mỗi một loại minh văn đều có thể tăng cường tự thân kháng tính kháng ngũ hành pháp thuật, kháng nguyên tố hệ tổn thương, tăng cường phòng ngự vật lý các loại, các loại kháng. Khải ý cộng bản mệnh pháp khí cử thuẫn cộng phương pháp tây thánh quang hệ pháp thuật phụ trợ cộng thánh kỵ sĩ quang hoàn cộng đạo gia kim cương thân bí pháp cộng bản thân công pháp kèm theo minh văn sức chống cự, hết thảy hết thảy, khung ra bí đao thánh quân cái kia để cho người ta tuyệt vọng phòng ngự. Tới đi, bá tống đạo hiếu, ta đã chuẩn bị xong. Bí đao thánh quân trầm giọng nói. Xích tiêu kiếm, khá lắm, cái này bí đao thánh quân quả nhiên là đem, phòng ngự một đạo, phát huy đến cực hạn. Dưới cảnh giới ngang hàng, liền xem như ta cũng không có gặp qua phòng ngự còn mạnh hơn hắn người. Liền xem như ta đã từng gặp gỡ qua có được long tử bá hạ huyết thống cùng có được huyền vũ huyết thống tiên thú hậu duệ tại phòng ngự thượng đều không có hắn như vậy cực đoan. Cái này ra hỏa, đơn giản tại phòng ngự chi đạo thượng tẩu hỏa nhập ma có thể chặt động sao tống thư hàng hỏi xích tiêu kiếm có thể cái này ra hỏa phòng ngự tuy mạnh nhưng cảnh giới là ngạnh thương nếu như hắn bây giờ có được bát phẩm trung đoạn tả hữu cảnh giới chúng ta khả năng gặm không nổi hắn nhưng hắn không có có thể chặt động liền tốt tống thư hàng trả lời bên cạnh hắn thanh ấn đã hiển hiện không ngừng vì hắn gia tăng huyền thánh cấp uy nghiêm sau đó tống thư hàng tay phải vừa nhất đối công đức xà mỹ nhân nói kiếm đến đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng đang chuẩn bị đối công đức Xà Mỹ Nhân, bổ sung mệnh lệnh hắn hy vọng công đức Xà Mỹ Nhân có thể đứng đắn một chút, đem xích tiêu lấy ra, bỏ vào trong tay hắn. Bất quá, không đợi hắn ở trong lòng cho Xà Mỹ Nhân hạ cái bổ sung mệnh lệnh, Xà Mỹ Nhân đã làm ra hành động. Nàng thật nhanh du tẩu đến Tống Thư Hàng bên người, thân thể một theo, như y như là chim non nép vào người đồng dạng tựa ở Tống Thư Hàng trong ngực. Tống Thư Hàng, tiếp đó công đức xà mỹ nhân hai tay nắm lấy tống thư hàng tay phải, đem hắn tay phải kéo hướng mình bụng dưới vị trí. Tới đi, sử dụng lực lượng của ta ba công đức xà mỹ nhân trên người, phát ra một giọng nói ngọt ngào, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được trầm thấp BGM âm nhạc lại là lấy ra từ cái nào bộ kịch truyền hình lời kịch. Sau một khắc, tống thư hàng tay, dung nhập vào công đức xà mỹ nhân bụng dưới đương nhiên, đây chỉ là ngoại nhân nhìn qua bộ dáng. Trên thực tế, Công Đức Xà Mỹ Nhân cùng Tống Thư Hàng ở giữa, bản thân là một thể. Tống Thư Hàng lúc này trạng thái kỳ thật tựu cùng ba đầu sáu tay hình thức không có khác nhau. Tay của hắn xuyên thấu qua Công Đức Xà Mỹ Nhân thân thể, bắt lấy, xích tiêu, chui kiếm. Tiếp đó, hắn đưa tay kéo một phát, xích tiêu kiếm từ Công Đức Xà Mỹ Nhân thể nội bị quất ra. Công Đức Xà Mỹ Nhân dùng sức ngửa về sau một cái, tóc vàng bỏ rơi bay múa. Sau đó thân thể của nàng hóa thành kim sắc Công Đức Chi Quang Hạt. Trở về đến Tống Thư Hàng Thể Nội. Vậy mà từ công đức xà nữ trong thân thể lấy ra thần binh, đây là cái gì pháp phật Một vị phóng viên kinh ngạc nói. Chẳng lẽ công đức chi quang còn có thể cụ hiện hóa thành lưới kiếm? Một vị khác phóng viên nhanh chóng tại quyển vở nhỏ bản thượng ghi chép lại. Bá Tống huyền thánh công đức chi quang, một lần so một lần ngoài dữ liệu. Lần trước thiên kiếp lúc, cái kia nữ đế hình thái, để cho chúng ta đến nay khó quên không nghĩ tới nữ đế còn có lưỡi kiếm hình thái. Lại nhiều năm trường chút phóng viên cảm thán nói. Đáng tiếc, dạng này tuyệt thế nữ đế, lại là công đức chi quang. Nếu như nàng là chân thật tồn tại nữ đế, tất nhiên sẽ trở thành tu chân giới nam tu nhóm trong suy nghĩ tốt nhất đạo nữ nhân tuyển. Các ngươi lùi ra phía sau một số, một hồi đao pháp của ta, phạm vi hội hơi lớn, không dễ khống chế, các ngươi chỉ ít rời khỏi ngàn mét tả hữu Tống thư hàng nhẹ nhàng hất lên xích tiêu kiếm, Đối phía dưới những ký giả kia đạo. Chỉ là nhẹ nhàng hất lên, xích tiêu kiếm thượng thì có hỏa diễm phun ra nuốt vào, đao khí tung hoành. À, đây là kiếm, bí đao thánh quân cùng những ký giả kia nhìn chầm chầm, xích tiêu. Nhìn ngang nhìn dọc, đây đều là kiếm đi. Nhưng là, bá tống huyền thánh mới vừa nói là tiếp ta một đao. Là ngữ pháp thượng sai lầm sao? Không cần để ý những chi tiết này, bí đao thánh quân, chuẩn bị xong chưa? Tống Thư Hàng lần nữa xác định đạo, Bí Đao Thánh Quân Trầm giọng nói, ta chuẩn bị xong, bá Tống Đạo Hiếu, mời ra chiêu đi. Như vậy mời tiếp chiêu đi, một đao kia, kỳ danh là Phần Thiên, Tống Thư Hàng nhanh chân hướng về phía trước đạp đi, hắn chỗ đứng, là một chỗ cao điểm, cách xa mặt đất có chừng 5 mét độ cao. Tống Thư Hàng chân đạp hư không, hắc thủy tinh bàn hoa sen phù hiện ở dưới chân hắn, nâng thân thể của hắn, để hắn thẳng tắp tới gần Bí Đao Thánh Quân đang đến gần bí đao thánh quân phía sau tống thư hàng cổ tay chuyển một cái. Phần thiên hỏa diễm đao. Oanh! Lửa cháy hừng hực từ, xích tiêu, thượng tăng vọt mà lên. Bí đao thánh quân một mực nhìn chầm chầm tống thư hàng, từ bá tống huyền thánh vung đao động tác xem ra, cái này phần thiên đao pháp thi đao thủ pháp, cùng lớn bình thường đường hàng, hỏa diễm đao, không cũng không khác biệt gì. Nhưng hỏa diễm bên trong đao ý lại hoàn toàn khác biệt. Ngọn lửa kia, coi là thật muốn đốt cháy vạn vật, ngay cả trời cũng muốn đốt diệt. chương 1144, ác chiến say xưa lúc xuất khí thu kiếm. Thật là bá đạo đao ý, rõ ràng là sử dụng kiếm chém ra, nhưng lại không hư hao chút nào cái này đao ý của bá. Cái này đao ý, so với hắn buổi sáng cùng bá tống đạo hữu luật, phòng ngự chi đạo lúc, đao ý khôi giáp cuối cùng một màn kia chảm thiên đao ý càng thêm cường đại. Bá tống, bá tống, cái này thánh danh quả nhiên không có sai. Bí đao thánh quân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà, cái này đạo ý vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hỏa diễm từ xích tiêu kiếm thượng thiêu đốt mà lên phía sau như là, nước chảy, lấy tống thư hàng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra. Một lát sau, lửa cháy ngập trời đem tống thư hàng bao phủ. Này lúc, ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy cái kia ngọn lửa rừng rực, cùng trong đó mơ hồ bóng người cùng trong tay hắn chui này xích tiêu. Tống thư hàng từ trong hư không đạp xuống, dẫm lên thực địa, từng bước một tới gần bí đao thánh quân. Hắn mỗi bước ra một bước, cái kia lửa cháy ngập trời liền theo thân ảnh của hắn thiêu đốt, bốn phía nhiệt độ bắt đầu cấp tốc kéo lên, mặt đất khô nứt, thủy khí bốc hơi, cỏ cây nhanh chóng héo úa. Thậm chí, chân núi có một ít tinh tế nước chảy, trực tiếp bị sấy khô. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu theo tống thư hàng từng bước một bước ra, hỏa diễm thiêu đốt phượng hơn, nhiệt độ tiếp tục tăng lên. Coi như cách ngàn mét khoảng cách, những ký giả kia đều cảm giác miệng đắng lưỡi khô liền hô hấp tiến vào khí đều là nóng hổi trời ạ à, đây chính là bát phẩm huyền thánh chính thức xuất thủ uy lực thần cương tu sĩ điện đài không ngừng nuốt nước bọt nhưng trong cổ họng vẫn như cũ cảm giác khô giáo vô cùng một đao kia thực sự bá đạo còn không có chính thức vung ra thì có uy thế cỡ này thiên nhiên đệ nhất thánh danh bất hư truyền tu sĩ nhật báo tu sĩ nói hắn cảm giác thân thể trình độ đều bị bốc hơi cái này vẫn chỉ là vùng đao khúc nhạc dạo, chúng ta lui về sau nữa một số đi, ngàn mét khoảng cách quá gần. Thánh điện kênh cái vị kia phóng viên cười khổ nói. Ngàn mét khoảng cách, đã không an toàn, bá tống huyền thánh vùng đao khúc nhạc dạo, liền gây nên bực này kinh khủng nhiệt độ, chờ một đao kia phần thiên chính thức chém tới bí đao thánh quân trên người lúc, hội bộc phát ra kinh khủng bực nào lực phá hoại. Cơ hồ vị phóng viên thu hồi bản thân quay chụp thiết bị, vừa lui lui nữa. Còn tốt bọn hắn sử dụng quay chụp thiết bị không phải là phàm vật, đều là tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Nếu không dài như thế khoảng cách, bọn hắn liền tống thư hàng cùng bí đao thánh quân cái bóng cũng đừng nghĩ đập tới. Tống thư hàng tiến lên tốc độ cũng không chậm, quân tử vạn lý hành thân pháp bị phát huy đến cực hạn. Mỗi một bước bước ra đều có thể đem tự thân khí thế tận khả năng tăng lên, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở đối thủ trong tâm khảm. Cuối cùng khi hắn một thân khí thế tăng lên tới đỉnh phong lúc, hắn cũng đạt tới thích hợp khoảng cách cùng bí đao thánh quân ở giữa, cách 100 mét khoảng cách. Khoảng cách này là xích tiêu tính toán ra đến ổn thỏa nhất công kích khoảng cách. Khoảng cách này dưới, chém ra, phần thiên hỏa diễm đao, dễ dàng nhất khống chế, không đến mức dẫn phát tai nạn. Thật mạnh, một đao kia ta có thể gánh được sao? Bí đao thánh quân trong lòng nổi lên một cái ý niệm như vậy. Hắn đối với mình, phòng ngự chi đạo, cực kỳ tự tin, nhưng ở khoảng cách gần đứng trước một đao kia lúc, nhưng trong lòng không có cái ngọn nguồn. Từ trên thân tống thư hàng lan tràn ra hỏa diễm, đã hóa thành biển lửa, đem bí đao thánh quân cũng bao phủ trong đó. Phần thiên, lúc này, tống thư hàng khẽ quát một tiếng, tay phải hắn cầm kiếm, xa xa đối bí đao thánh quân chém tới. Kiếm khởi, kiếm lạc. Cái kia phiến biển lửa hưởng ứng tống thư hàng một đao, hỏa diễm mãnh liệt mà lên, như là sóng lớn, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở một kiếm này bên trong. Giờ khắc này, bí đao thánh quân trong mắt có thể nhìn thấy, chỉ có hỏa diễm. Ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Liên phảng phất, hắn đưa thân vào một chỗ hỏa diễm thế giới. Phần thiên kiếm ý mang theo bá đạo đao diễm, nặng nề chạm tại bí đao thánh quân cự thuẫn phía trên. Bí đao thánh quân trên người bao phủ rất nhiều, phòng ngự pháp thuật, thánh quang phép thuật phụ trợ, tại tiếp xúc đến cái này đao diễm trong nháy mắt, liền toàn bộ vỡ vụn. Trên người hắn cái kia tượng trưng cho, hỏa diễm chống cự, minh văn, tại đối mặt trước mắt loại này đẳng cấp hỏa diễm lúc, không thể đưa đến một tia chống cự tác dụng. Mà thánh kỵ sĩ vầng sáng, thần bí kim cương thân, đều không thể chống cự cái kia ngập trời hỏa diễm mang tới nhiệt độ cao. Rõ ràng phòng ngự của mình còn không có bị phá, nhưng bí đao thánh quân lại cảm giác mình trong thân thể trình độ đang bị bốc hơi, bờ môi đều biến khô giáo. Một hơi sau, bí đao thánh quân trong tay, cự thuẫn, tự chủ co vào, một lần nữa hóa thành một chuôi vàng óng ánh đại kiếm, cự thuẫn phòng tuyến bị đột phá. Cái này cự thuẫn chính là bí đao thánh quân bản mệnh pháp khí, hắn chính là một người một thuẫn, ngạnh kháng, bát phẩm thiên kiếp, dòng dã ba năm. Nhưng là, đối mặt một chiêu này, phần thiên, chi đao lúc, cự thuẫn vậy mà chỉ giữ vững được một hơi, mà lại phản phất có loại muốn bị hòa tan ảo giác. Bá Tống huyền thánh công kích, vậy mà mạnh đến loại trình độ này bí đao thánh quân trong lòng nói. Càng quan trọng hơn là, bá Tống huyền thánh cũng không phải là tinh truyền, công kích, nhất hệ tu sĩ, đối phương thế nhưng là công phòng nhất thể tồn tại. Bí đao thánh quân vừa chuyển động ý nghĩ thời khắc, trên người hắn, khải ý, cũng bị đột phá, sán lạn kim sắc khải ý khôi giáp, vỡ nát ra phần thiên hỏa diễm đao liên tiếp đột phá cửa thuẫn cùng khải ý khôi giáp dư thế không giảm trực tiếp chém về phía bí đao thánh quân nhục thân không sai biệt lắm đi tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng sau đó chỉ cần khống chế phần thiên hỏa diễm đao chạm trên người bí đao thánh quân trước trong nháy mắt đem hắn dừng lại sau đó hắn chỉ cần bình tĩnh đối bí đao thánh quân nói người thua trận này một chiêu phân thắng thua quyết chiến liền có thể hạ màn kết thúc không hổ là bá tống đạo hiếu, đây mới là ta muốn quyết đấu, đây mới là ta có thể chứng minh bản thân thời điểm ấy ra ra nha. Đang lúc lúc này, bí đao thánh quân đột nhiên kêu to lên. Tại, phần thiên hỏa diễm đao, sắp chạm ở trên người hắn trong nháy mắt, từ trên người hắn có tầng một cỡ nhỏ thành lũy hình dáng hư ảnh hiển hiện. Cái kia thành lũy đem bí đao thánh quân toàn thân bao phủ, đem hắn bao quanh bảo hộ. Cái này thành lũy hư ảnh hiện thân lúc, lập tức liền kẹp lại, Phần thiên hỏa diễm đao công kích. Đây là bí đao Thánh Quân trung cực thủ đoạn, là trước mắt hắn nghiên cứu ra phòng ngự mạnh nhất. Phòng ngự tuyệt đối chi sắt thép thành lũy, bí đao Thánh Quân hai tay nắm thành quyền, thở mạnh. Một chiêu này, sắt thép thành lũy, hắn sử dụng đến đem hết toàn lực. Hắn phòng ngự chi đạo, tín niệm của hắn đều tụ tập tại một chiêu này, sắt thép thành lũy, phía trên. Ngăn trở đi, cho ta đem một đao kia ngăn trở, chứng minh ta phòng ngự chi đạo thời điểm ngay tại lúc này, Bí đao Thánh Quân trong lòng hò hét. Ầm. Um, phần Thiên Hỏa diễm đao lần nữa chạm tại thành lũy hư ảnh bên trên. Sắt thép thành lũy rung động dữ dội, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng nó ngoan cường chống xuống tới. Đồng thời, lửa cháy hừng hực, đem trọn cái sắt thép thành lũy bao phủ, điên cuồng thiêu đốt. Tu sĩ Nhật báo các loại đại ký giả, từ từng cái khác biệt góc độ tới quay nhiếp một màn này. Nguyên bản nhìn thấy Bí đao Thánh Quân dọn xong phòng ngự, bị bá tống huyền thánh một đao phá hết, tất cả mọi người coi là bí đao thánh quân muốn bại, không nghĩ tới bí đao thánh quân còn có cuối cùng một đạo phòng thân chi pháp. Cái này sắt thép thành lũy phòng ngự quả thực là cao minh. Kể từ đó, trận này, một chiêu phân thắng thua, quyết đấu, đến cùng hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Đến cùng là thiên niên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh công kích cao hơn một bậc. Vẫn là thiên niên đệ ngũ thánh bí đao thánh quân phòng ngựa chi đạo cười đến cuối cùng đêm nay bọn hắn muốn liên hợp làm cái lớn tin tức mới được. Phần thiên hỏa diễm đao cùng, sắt thép thành lũy, vậy mà bất phân thắng bại. Dựa vào, sắt thép thành lũy, bí đao thánh quân đã chống năm hơi trở lên thời gian. Xích tiêu kiếm, không thể không thừa nhận, tiểu tử này mặc dù tại phòng ngự chi đạo thượng tổ hỏa nhập ma, nhưng thật là có mấy phần bản sự. Cái này, sắt thép thành lũy, lực phòng ngự, vượt qua tưởng tượng của ta. Có thể chặt động sao? Tống Thư Hàng vấn đề chỉ có cái này. Xích tiêu kiếm, nhất định phải có thể, chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong, liền thu kiếm đi ta lại ở thu kiếm thời điểm, tiến hắn một kích cuối cùng. Tống Thư Hàng, không cần ta phối hợp. Không còn việc của ngươi, tiếp xuống ngươi chỉ cần xuất khí thu kiếm là được. Ta muốn hung hăng triển nát tiểu tử này phòng ngự chi đạo, sau đó nhìn xem hắn có phải hay không có thể phá rồi lại lập, tại phòng ngự chi đạo thượng đi ra càng xa. Hơn xích tiêu kiếm đạo, Tốt a, à, tống thư hàng đáp. Tại là tại một đám phóng viên cùng tô thị a thập lục thi tiểu thải đám người chú mục dưới tống thư hàng đột nhiên chậm rãi thu kiếm. Hắn thủ đoạn lật một cái, ngược lại cầm kiếm chui. Đáng tiếc không có vỏ kiếm, nếu không xuất khí trả lại kiếm vào vỏ là cái rất không tệ lựa chọn. Tại tống thư hàng cổ tay lật qua lật lại đồng thời công đức xà mỹ nhân lại lặng yên hiện thân. Nàng đứng yên tại tống thư hàng bên người, từ trong tay hắn tiếp nhận xích tiêu tu sĩ nhật báo, thần cương tu sĩ điện đài rất nhiều phóng viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chiến đấu tựa hồ vừa mới tiến đi đến chân chính cao thủy chiều bộ phận đi, vì sao bá tống thánh quân đột nhiên thu kiếm? Chẳng lẽ, chúng phóng viên lập tức tiếp cận bí đao thánh quân? Tạch 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 một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến. Bí đao thánh quân cái kia sắt thép trong pháo đài, xuất hiện một đạo tinh tế vết rách. Sau đó, cái này vết rách càng lúc càng lớn, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ sắt thép thành lũy. Oanh! Sắt thép thành lũy bị công phá, rõ ràng là hư ảnh nhưng nó sau khi vỡ vụt, lại phản phất giống vô số chân chính sắt thép tạo thành mảnh vỡ đồng dạng, hướng về phía trước bắn ra đi. Phá tan rồi, sắt thép thành lũy, phía sau phần thiên hỏa diễm đao đao diễm, vẫn như cũng duy trì bá đạo chi thế, tiếp tục chảm xuống, cuối cùng, dừng lại tại bí đao thánh quân trước người. Này lúc, đao diễm thượng, đao ý, đao khí, nhiệt độ cao toàn bộ nội liếm nhìn qua phảng phất như là một thanh thực chất hóa phổ thông hỏa diễm đao nhưng dạng này phần thiên hỏa diễm đao mới là đáng sợ nhất trạng thái chính là cái này trạng thái phần thiên hỏa diễm đao một kích liền đem sắt thép thành lũy đánh nát quả nhiên ta vẫn là thua bí đao thánh quân đạo lần này hắn thua tâm phục khẩu phục cùng đối mặt hạch uy hiếp lúc hoàn toàn khác biệt đối mặt hạch uy hiếp hắn khẩu phục tâm lại không phục hắn sắt thép thành lũy còn có rất nhiều muốn cải tiến địa phương đặc biệt là thành lũy kết cấu muốn tiến hành một số sửa đổi điểm này bí đao thánh quân trong lòng cũng thụ ích lương đa thiên nhiên đệ nhất thánh vs thiên nhiên đệ ngũ thánh tuyên bố kết thúc cẩn thận lúc này tô thị a thập lục thì còn có những ký giả kia đột nhiên kêu lên chỉ thấy bí đao thánh quân cái kia vỡ nát sắt thép thành lũy bên trong có mấy cái mảnh vỡ tại mấy lần bắn ra sau khi va chạm vậy mà hướng phía Tống Thư Hàng vị trí vào tới. chương 1145, Tống Lão Nghiêu bức Thư Hàng. Tống Thư Hàng này lúc hơi có chút thất thần. Hắn hiện tại đang đứng ở vẻ mừng rỡ thái, cũng không phải đơn thuần bởi vì thắng bí đao thánh quân mà là bởi vì hắn phá vỡ đồng quái tiền bối hắc quẻ ma chú. Đồng quái tiền bối cho hắn tính toán cái kia một quẻ, tiền đoán hắn lại ở đêm trăng tròn treo lên đánh bí đao thánh quân, sẽ còn đem bí đao đẻ xuống đất đánh không muốn không muốn, cuối cùng càng biết danh chấn toàn bộ tu chân giới nhưng tất cả mọi người biết đồng quái tiên sư khỏe muốn ngược lại nhìn mà bây giờ hắn thật sự như đồng quái tiền bối khỏe bên trong miêu tả chính diện cứng rắn làm bí đao thánh quân mặc dù không có đem bí đao thánh quân đè xuống đất treo lên đánh nhưng là hắn đã thắng thắng gọn gàng một trận chiến này hạ màn bí đao thánh quân cũng không có cơ hội nữa treo lên đánh hắn kể từ đó đồng quái tiên sư hắc khỏe tự sụp đổ. Để cửu châu nhất hào quần, các đạo hữu tránh không kịp, đồng quái thượng thượng thiêm, ma chú, ở hôm nay kết thúc. Từ hôm nay trở đi, xin gọi ta đồng quái tiền bối hắc quẻ kẻ hủy diệt tống lão như bức thư hàng. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, hắn trực giác cho hắn phản hồi một loại cảm giác nguy cơ. Đồng thời, hắn bên tai vang lên tô thị A thập lục, thi, tiểu thải cùng nơi xa những ký giả kia tiếng kêu gọi, cẩn thận. Tống Thư Hàng xoay chuyển ánh mắt sau đó liền nhìn thấy có ít phiến, sắt thép thành lũy, mảnh vỡ, chính hướng phía hắn kích xạ mà tới. Những này sắt thép thành lũy mảnh vỡ, mỗi một khối đều có được bát phẩm huyền thánh cấp bậc cường độ. Bọn chúng bị, phần thiên hỏa diễm đao, chảm bạo phía sau kích xạ đi ra tốc độ cùng lực lượng đều mạnh đáng sợ. Đủ để xuyên thủng lục phẩm đến thất phẩm tả hữu phòng ngự. Nếu như Tống Thư Hàng không cẩn thận, bị những này, sắt thép thành lũy, mảnh vỡ trực tiếp bắn chúng chỉ sợ, chỉ có thể dựa vào, mệnh phù, chạy điểm phục sinh đi. Ngọa thảo, đây coi là cái gì? Tống thư hàng một mặt mộng bức. Chẳng lẽ nói, hắn đêm nay, nghịch thiên cải mệnh, cường thế sửa lại đồng quái tiên tiền bối, hắc quẻ, nhân quả. Sau đó, đưa tới trong truyền thuyết, thiên địa đại đạo nhân quả, phản phệ cái gì? Không đúng không đúng, nghịch thiên cải mệnh cái gì, cũng quá huyền ảo. Mà lại, đêm nay cùng bí đao một chiêu cuộc chiến, rõ ràng là nước chảy thành sông kết quả, hắn nhưng không có cố ý đi nghịch thiên. Bất quá bây giờ, không phải muốn nhiều như vậy thời điểm. Ứng ừ phó cái này mấy khối bắn ra tới, sắt thép thành lũy, mảnh vỡ rất dễ dàng, tống thư hàng chỉ cần hướng, hạch tâm thế giới, bên trong đi một chuyến, chỉ cần bóp đúng giờ ở giữa, vừa đi một lần, liền có thể hoàn mỹ né qua. Lại hoặc là, hắn có thể trực tiếp tại trước người mình mở ra hạch tâm thế giới lối vào, đem cái này mấy khối, sắt thép thành lũy, thu nhập trong đó. Chỉ cần tìm một cái kiên cố điểm điểm hạ cánh, cũng không cần sợ chúng nó sẽ phá hư hạch tâm thế giới. Đang lúc hắn bóp lấy thời gian, chuẩn bị lợi dụng hạch tâm thế giới tránh né, hoặc là trực tiếp đem cái này vài miếng sắt thép thành lũy mảnh vỡ thu nạp lúc, bên người công đức xà mỹ nhân đột nhiên tiến lên một bước, ngăn tại trước mặt hắn. Tống Thư Hàng Công đức xà mỹ nhân đem, xích tiêu kiếm, một lần nữa giao cho Tống Thư Hàng, sau đó, nàng dùng thân thể của mình ngăn trở tập kích tới, sắt thép thành lũy, mảnh vỡ. Kém chút đều quên, bảo hộ chủ nhân an nguy là công đức chi quang bản năng. Liền xem như lại thế nào cụ hiện hóa, thân là công đức chi quang, tại chủ nhân đứng trước nguy hiểm lúc, nàng hội cái thứ nhất đứng ra thủ hộ chủ nhân. Đồng thời, tống thư hàng trong tay truyền đến xích tiêu kiếm thanh âm, tống tiểu hiếu, người đưa người đào ý rót vào thân kiếm của ta, thừa dịp, phần thiên hỏa diễm đao, uy lực còn không có tiêu hao hầu như không còn, đưa chúng nó kéo qua, hóa thành hỏa diễm khôi giáp thử một chút. Có thể làm sao? Tống Thư Hàng một bên hỏi, một bên đem chính mình, đao ý, rót vào đến xích tiêu kiếm bên trong. Trước đó người công đức chi quang đều có thể ngưng tụ ra hỏa diễm khôi giáp, người thân là chủ nhân nhất định cũng có thể làm. Mà lại, coi như không được còn có ta tại, bằng vào ta thực lực, tuyệt đối có thể bảo chứng ngươi sẽ không bị cái này mấy khối mảnh vỡ giết chết, nhiều nhất thụ bị thương. Xích tiêu kiếm trả lời. Tống Thư Hàng, tốt a, à, thử một chút đi, nếu thật không được, hắn còn có hạch tâm thế giới. Theo loại kia độc thuộc về Tống Thư Hàng khôi giáp đao ý rót vào xích tiêu thể nội phía sau xích tiêu kiếm phát ra có chút tiếng kiếm reo. Sau một khắc, nguyên bản trôi nổi tại bí đao thánh quân đỉnh đầu, nội liễm bản phần thiên hỏa diễm đao, đột nhiên tiêu tán ra, nháy mắt liền trở về đến Tống Thư Hàng bên người. Tại Tống Thư Hàng cái kia khôi giáp thức đao ý dẫn dắt dưới, phần thiên hỏa diễm đao đao khí đao diễm đem hắn thân thể bao phủ. Cùng lúc đó, khối thứ nhất sắt thép thành lũy, mảnh vỡ, đánh trúng công đức xà mỹ nhân thân thể, lập tức liền đem thân thể nàng đâm xuyên. Công đức xà mỹ nhân mái tóc dài vàng óng tung bay, thân thể mềm nhũn đổ vào tống thư hàng trong ngực. Sau đó, ở trên người nàng lại vang lên một cái run rẩy thanh âm cô gái, đại sư huynh ta có lỗi với ngươi, ta ta liền phải chết. Trên người của ta đau quá đau quá, đại sư huynh, ta có phải hay không liền phải chết. Đại sư huynh ta cầu ngươi một kiện, ngươi ngàn vạn đáp ứng ta ta cầu ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố thật tốt tam sư huynh. Tam sư huynh hắn như vậy đần tất cả mọi người hiếp đáp hắn ta nếu là chết rồi, hắn nhưng làm sao bây giờ. run rẩy phát ra xong đoạn này lời kịch phía sau công đức xà mỹ nhân nghẹo đầu, chết rơi mất. Nàng hôm nay đổi phong cách, không còn a a a a, kêu to chết mất, mà là đem đủ loại cầu huyết kịch truyền hình tiết mục ngắn bóp tới, đem lời kịch một chữ không đổi đoạn tới, có đôi khi sẽ còn phối hợp bối cảnh âm nhạc hoặc BGM cái gì. Lần này lời kịch nghe xong chính là, đại sư huynh, tam sư huynh cộng tiểu sư muội ba người ở giữa sinh tử ngược luyến cẩu huyết lớn kịch. Cũng không biết công đức xà mỹ nhân là từ đâu bộ phim hoặc là kịch truyền hình bên trong bóp. Tống Thư Hàng Nơi xa, mấy vị phóng viên thấy cảnh này, tâm đều nắm chặt đi lên biết rất rõ ràng công đức xà mỹ nhân là công đức chi quang cụ hiện hóa, không là sống vật. Nhưng nhìn đến tuyệt thế nữ đế đột nhiên ngăn tại bá tống huyền thánh trước mặt, thay hắn ngăn lại công kích, hình ảnh như vậy quá đâm tâm. Mà liền tại các phóng viên lo lắng thời điểm, lại có bốn cái sắt thép thành lũy, mảnh vỡ đâm trên người công đức xà mỹ nhân, trực tiếp đưa nàng đánh tan hôm nay nàng bị đánh tan nhiều lần, tiếp xuống cần một chút thời gian đến một lần nữa ngưng tụ thân hình bốn cái mảnh vỡ đánh nát công đức xà mỹ nhân phía sau trong đó có hai cái động lực hao hết rơi xuống đất mặt khác có hai cái lại dư thế không giảm hướng phía tống thư hàng đâm vào tống thư hàng không có đi tránh né cái này mấy khối thành lũy mảnh vỡ bởi vì đã không có tránh né tất yếu hắn cùng xích tiêu kiếm ở giữa phối hợp thành công phần thiên hỏa diễm đao thượng còn không có tiêu tán đao diễm đao khí toàn bộ bị dẫn dắt trở về quay chung quanh tại tống thư hàng bên người lại thông qua đào ý khôi giáp dẫn đạo bọn chúng đều bám vào tống thư hàng thân thể bộ vị mấu chốt khi còn lại hai cái mảnh vỡ đâm về tống thư hàng thời điểm tống thư hàng ngọn lửa trên người cuốn một cái hóa ra một thân hỏa diễm khôi giáp cái này khôi giáp phảng phất một mực đang thiêu đốt lên vĩnh viễn không bao giờ dập tắt tống thư hàng đưa tay nhẹ nhàng vung lên có một đoàn liệt diễm phụ sau lưng hắn hóa thành một tập trường bảo áo choàng Hai cái đâm về tống thư hàng thành lũy mảnh vỡ, đụng phải hỏa diễm khôi giáp. Xì xì xì. Khôi giáp thượng bổ sung hỏa diễm cùng nhiệt độ cao trực tiếp đem sắt thép thành lũy mảnh vỡ nhóm lửa. Chỉ là tiếp xúc, thành lũy mảnh vỡ thể tích liền giảm bớt một vòng, mà lại theo thiêu đốt, thể tích của nó còn tại không ngừng giảm nhỏ. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Hỏa diễm khôi giáp ngoại trừ cường hãn lực phòng ngự bên ngoài, còn bổ sung bắn ngược hiệu quả. Tại là hai cái đụng vào hỏa diễm khôi giáp thành lũy mảnh vỡ bị bắn ngược trở về nốt thành lũy mảnh vỡ nhanh chóng bắn về phía bí đao thánh quân bí đao thánh quân hậu phương lớn những ký giả kia sợ ngây người thần cương tu sĩ điện đài phóng viên khải ý bá tống huyền thánh cũng tinh thông khải ý ngoại trừ tinh thông công kích bên ngoài bá tống huyền thánh còn tinh thông phòng ngự mà lại lực phòng ngự của hắn không ở công kích phía dưới a vu sư võng lạc trung tâm phóng viên lẩm bẩm nói, đây chính là thiên niên đệ nhất thánh tu vi thâm hậu nội tình sao. Không, đây không phải khải ý, mà là đao ý, lúc này, bí đao thánh quân thanh âm lại tại đông đảo phóng viên vang lên bên tai. Đao ý, tu sĩ nhật báo phóng viên trừng to mắt nhìn qua bá tống huyền thánh ngọn lửa trên người chiến giáp. Nhà ai đao ý trường bộ dáng này? Nếu như nói lời này người không phải bí đao thánh quân, Tu sĩ nhật báo phóng viên nói không chừng muốn một bà tai vung quá khứ. Sau đó giận mắng một tiếng, phi chỉ hưu bảo ngựa cạn bá. Những nhà khác phóng viên đồng dạng một mặt mộng bước ra không dám tin. Đúng vậy, là đao ý. Đây chính là bá tống huyền thánh đạo tức là đao ý, nhưng cũng có thể dùng để phòng ngự. Công phòng nhất thể, ai bí đao thánh quân thở dài. Chỉ là bá tống huyền thánh đạo hiển nhiên không thích hợp hắn. Đang khi nói chuyện bí đao thánh quân một lần nữa từ không gian pháp khí bên trong móc ra một khối kim sắc đại thuẫn, ngăn tại trước mặt mình. Thân là phòng ngự chuyên gia, hắn không có khả năng chỉ dựa vào một mặt bản mệnh pháp khí đại thuẫn ăn cơm. Vì ứng phó đủ loại tình huống, cùng các loại thuộc tính địch nhân, hắn không gian pháp khí bên trong có hơn 30 loại khác biệt kiểu dáng tấm chắn, mỗi một khối tấm chắn đều là tinh phẩm. Mặt này kim sắc đại thuẫn, chính là dùng để phòng ngự bay ra cỡ nhỏ ám khí công kích sử dụng, còn tự mang bắn ngược ám khí hiệu quả, là Tây Phương bên cạnh thánh kỵ sĩ hệ bảo vật. Phối hợp thánh kỵ sĩ bụi gai quang hoàn, bắn ngược hiệu quả càng tốt. Mà bí đao thánh quân cũng làm như vậy rồi, hắn tại móc ra khối này tấm chắn thời điểm, theo bản năng liền sử dụng, bụi gai quang hoàn, sau đó lại bản năng cho mình tăng thêm thần thánh che chở. Không có cách, phòng ngự đã thành hắn bản năng, thói quen đã xâm nhập hắn thực chất bên trong, không sửa đổi được. Sau một khắc, bị tống thư hàng bắn ngược trở về thiêu đốt lên, sắt thép thành lũy mảnh vỡ, hung mãnh đụng phải bí đao thánh quân kim sắc đại thuẫn. Khi, mảnh vỡ cùng đại thuẫn phát ra chuông lớn đụng động kêu to. Sau đó, cái này hai khối, sắt thép thành lũy mảnh vỡ, lại bị bắn ngược trở về, hướng phía tống thư hàng bay vụt. Cùng lúc đó, còn có ước chừng bảy khối tả hữu mảnh vỡ, cùng trước đó hai khỏa mảnh vỡ đồng dạng, từ tống thư hàng nơi đó châm lửa, bắn ngược, liên tiếp đụng vào bí đao thánh quân hoàng kim đại thuẫn bên trên. Đương 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 đương, chuông vang thanh âm không ngừng vang lên. Cái này bảy khối mảnh vỡ, cùng phía trước hai khỏa mảnh vỡ đồng dạng lại bị bắn ngược trở về, hướng phía tống thư hàng tiêu xạ. Trong lúc nhất thời, trung chín khối mảnh vỡ, bận rộn tại hai vị huyền thánh ở giữa bôn tẩu, bắn ra, liền cùng đánh bóng bản giống như. Tống thư hàng, bí đao thánh quân, chương 1146, ngắt vương cứ như vậy thiên niên đệ nhất thánh cùng thiên niên đệ ngũ thánh tại đêm trăng tròn ngoài ý muốn gặp nhau phía sau thần triển khai một chiêu phân thắng thua cuộc chiến cuối cùng tại hai vị huyền thánh hữu nghị bóng bản thi đấu bên trong hạ màn các vị các phóng viên vừa lòng thỏa ý bá tống huyền thánh cùng bí đao thánh quân ở giữa quyết đấu thời gian không dài nhưng tràn đầy đều là hoa quả khô hôm nay đưa tin sau khi cầm về thỏa thỏa thượng tu sĩ giới tin tức điểm nóng mà lại càng quan trọng hơn là hôm nay còn có một đạo bữa ăn chính, Thiên Nhiên Đệ Ngũ Thánh Bí Đao Thánh Quân còn đem tiếp tục khiêu chiến uy tín lâu năm Thánh Quân, cật qua Thánh Quân. Mặc dù không biết cái này cật qua Thánh Quân đến cùng là lai lịch gì, nhưng chỉ cần chờ cật qua Thánh Quân hiện thân phía sau ở đây các phóng viên ắt có niềm tin xác định thân phận của đối phương. Đêm nay thức đêm đập tin tức, giá trị. Hơn 10 phút sau, Tống thư hàng mang theo Tô thị A thập lục, thi, tiểu thải, rời đi Linh Sơn Phạm Vi. Tống sư huynh, chúng ta không lưu lại đến xem cái kia, cật qua Thánh quân, cùng bí đao Thánh quân ở giữa quyết chiến sao?" Thi Hiếu Kỳ hỏi. Hai vị huyền thánh ở giữa đại chiến, ngàn năm khó gặp. "Không vội," Tống thư hàng nói, trên thực tế, ta cũng đối vị kia uy tín lâu năm huyền thánh, cật qua Thánh quân, thân phận tương đối Hiếu Kỳ, mặt khác ta luôn cảm giác bí đao Thánh quân bị ngàn dặm xa xôi dẫn tới, có chút quá khéo. Thiên hạ lớn như vậy, vị kia cật qua Thánh quân vì sao lại hết lần này tới lần khác đem Bí đao Thánh quân dẫn đạo ở đây? Lại trùng hợp để Bí đao Thánh quân cùng Tống thư hàng gặp nhau. Tô thị A thập lục nói, hoàn toàn chính xác có chút. Cho nên, ta rời đi thời gian, âm thầm đem chính mình bộ phận Công đức chi quang lưu đến Linh Sơn phụ cận. Một hồi hoặc là, cật qua Thánh quân, hiện thân, chúng ta trực tiếp nhìn hiện trường trực tiếp. Tống thư hàng đảo, hắn Công đức chi quang, bởi vì Công đức xà mỹ nhân, nguyên nhân có các loại loạn thất bát tao thuộc tính tỷ như hiện tại hắn có thể tách ra một phần nhỏ công đức chi quang hóa thành công đức xà mỹ nhân một con mắt sau đó có thể thông qua con mắt này nhìn hiện trường trực tiếp chức năng này cũng là hôm nay vừa mới phát hiện trước đó tại linh sơn chi đỉnh đối mặt thạch cự nhân lúc công đức xà mỹ nhân thân thể bị đánh nát phần lớn công đức chi quang trở về hạch tâm thế giới nhưng còn có một phần nhỏ công đức chi quang lại ngưng tụ thành con mắt. Tống Thư Hàng phát hiện mình có thể thông qua cái kia mắt nhỏ, thăm dò ngoại giới, liền cùng camera giống như. Chính là cách không thể quá xa, quá xa, âm thầm lưu lại công nước chi quang sẽ trực tiếp tiêu tán. Chúng ta bây giờ tới trước phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị chờ, cật qua thánh quân, đăng tràng. Tống Thư Hàng đảo. Mấy người rời xa Linh Sơn khoảng cách nhất định phía sau Tống Thư Hàng mở ra, hạch tâm thế giới, đem mọi người tiếp nhập trong đó lúc đầu một ngày mỏi mệt phía sau hiện tại tiến vào, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, bên trong cái kia hai cái ôn tuyền, thoải mái tắm một cái là nhất hưởng thụ sự. Bất quá mang theo thập lục, thi, tiểu thải cùng một chỗ tiến ôn tuyền ngẫm lại thôi được rồi. Cuối cùng, Tống Thư Hàng chọn chúng bản thân hạch tâm thế giới trung tâm hoạt tuyền vị trí, lại đem san bố, thức ăn, đồ uống trà đều chuyển di tới, mọi người tại nơi này nghỉ ngơi chờ đợi, cật qua thánh quân, giáng lâm, xuyên thấu qua công đức xà mỹ nhân con mắt phản hồi tới được hình ảnh bí đao thánh quân đang điều chỉnh trạng thái nhắm mắt ngồi xuống mà những ký giả kia lưu tại vài trăm mét bên ngoài chính múa bút thành văn mà đêm nay bí đao thánh quân ước chiến chính chủ cật qua thánh quân lại chậm chạp không có đăng tràng tống thư hàng nhấp một ngụm trà bình phục một chút tâm tình sau đó nhìn qua xích tiêu kiếm nói lại nói xích tiêu đạo hiếu người biết vị kia cật qua thánh quân sao không có ấn tượng, xích tiêu kiếm đáp. Tô Thị A Thập Lục nói, ta trong ấn tượng, cũng không có nghe qua cật qua thánh quân. Theo lý thuyết, trừ phi là rất cổ lão rất cổ lão huyền thánh, nếu không đại bộ phận huyền thánh hiện thế phía sau tu chân thế gia đều sẽ có chỗ ghi chép. Truyền thừa xa xưa tu chân thế gia, sẽ đem mỗi một vị huyền thánh cùng bọn hắn huyền thánh giảng pháp ghi chép lại, đây chính là chân quý tri thức. Người nói, có phải hay không là bí đao thánh quân, trước kia khẩu âm không đúng tiêu chuẩn. Đem, xích tiêu tử đạo trưởng, đạo hiệu nghe thành cật qua cái này hai chữ. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Xích tiêu tử rất bận rộn. Xích tiêu kiếm trả lời xích tiêu tử có thể trong lúc cấp bách dành thời gian, bay, một cái tay đi ra đều đã trải qua rất tốt. Chỗ nào còn sẽ có thời gian dỗi bồi tiếc một cái bát phẩm huyền thánh chơi, khiêu chiến, trò chơi. Ước chừng nửa giờ quá khứ, cật qua thánh quân còn không có thượng tuyến. Tống Sư Huynh, ta nghĩ ngủ trước một hồi. Một hồi cật qua Thánh Quân đi ra lúc, người gọi ta. Thi lên tiếng nói. Tống thư hàng gật đầu cười, đưa tay từ vòng tay pháp khí bên trong triệu hồi ra một chương giường lớn. Hắn không gian pháp khí bên trong có rất nhiều tạp vật, hắn cũng không có tinh tế chỉnh lý. Dù sao luôn có có thể phát huy được tác dụng thời điểm. Tô thị A thập lục nhàm chán lấy điện thoại di động ra, không tín hiệu. Đợi chút nữa, ta cho ngươi mở thông, tiểu thải ngươi muốn khai thông trên điện thoại di động lưới sao? Tống Thư Hàng thuận miệng nói. Tiểu thải này lúc đang thượng nhảy xuống vọt, trên cánh ngưng tụ ra sắt thép chi sắc. Không được, sư phụ, ta phải thật tốt tu luyện, nàng trả lời. Cố gắng, người trước đem cương thủ độ thuần thục soát đi lên, quay đầu ta hướng, hằng hỏa chân quân, nói một tiếng, lại truyền thụ cho ngươi nho ra kim cương thân. Tống Thư Hàng đạo đã tiểu thải đạo hiệu là kim cương quân tử đao, vậy làm sao có thể thiếu đi nho ra kim cương thân cửu châu nhất hào quần bên trong. Tô Thị A Thập Lục Thượng Tuyến đã upload một cái video, chính là liên quan tới Vân Tước Tử video. Bắc Hà Trân Quân, đây là Vân Tước Tử tiền bối, nàng độ kiếp thành công. Tiểu Thập Lục ngươi ở đâu gặp gỡ nàng? A, à, Vân Tước Tử tiền bối trạng thái không đúng, lệ chi tiên tử đạo. Cuồng đao tứ lãng, màu tóc như thế nào là màu đen? Vân Tước Tử tiền bối không phải mái tóc màu xanh sao? dược sư, giọng nói có phải hay không là độ ma kiếp phía sau màu tóc cũng thay đổi. Mặt khác, ta nhớ được tam lãng người trước kia nói qua, ưa thích mái tóc đen dài nữ tu. Dạng này vân tước tử tiền bối, càng phù hợp người thẩm mỹ quan. Cuồng đao tứ lãng. Đang khi nói chuyện, trong video vân tước tử màu tóc bắt đầu biến ảo thành màu lam. Sau đó là vân tước tử không ngừng chuyển đổi biểu lộ thần thái, cùng nói một mình thức giao lưu. Cuối cùng đoạn video này, Tại Vân Tước Tử mở ra không gian thông đạo lúc kết thúc Tô thị A thập lục chỉ thu đến nơi đây. Đằng sau cái kia đoạn tống thư hàng thông qua, công đức xà mỹ nhân, cách không cùng Vân Tước Tử đối một chiêu nội dung cốt truyện, nàng không có tới kịp thu, bởi vì ở giữa dừng lại. Lệ Chi Tiên Tử mở to hai mắt nhìn, từ trong lúc nói chuyện với nhau nghe tới, Vân Tước Tử tiền bối còn không có vượt qua bát phẩm ma kiếp. Cái kia nàng làm sao từ ma kiếp không gian bên trong rời đi? Lạc Trần chân quân, đợi chút nữa Vân Tước Tử tiền bối là bị đoạt xá rồi. Tô Thị A thập lục, tiểu thập lục, Vân Tước Tử tiền bối hiện tại ở đâu? Cuồng đao tứ lãng hỏi. Tô Thị A thập lục trả lời, Vân Tước Tử tiền bối về cửu u thế giới đi, chúng ta ngăn không được nàng. Cho nên, ta trước đem cái video này trên tóc đến, các tiền bối thương lượng một chút có biện pháp nào không trợ giúp Vân Tước Tử tiền bối. Cửu châu nhất hào quần, các tiền bối cũng chỉ có khổ não xoa mi tâm. Gần nhất có đạo hữu chuẩn bị đi cửu u thám hiểm, thuận tiện tìm hiểu hạ tin tức sao?" Bắc Hà chân quân hỏi. "Lệ chi tiên tử, người cảm giác ai sẽ không có việc gì chạy cửu u đi. Để ta đi, ta bên này sự tình đã xử lý thỏa đáng. Để cho ta chuẩn bị một chút, sau đó ta đi một chuyến cửu u nhìn xem. Ta có loại trực giác mãnh liệt, chờ ta lần này từ cửu u thế giới lãng trở về, chính là lục phẩm chân quân." Lúc này, cuồng đao tứ lãng đột nhiên nói, tam lãng phim rốt cục đập xong bá tống thư hàng tiểu hữu tại tuyến sao liên quan tới vân tước tử đạo hữu sự người cái kia còn có càng nhiều tình báo không bắc hà tán nhân hỏi tống thư hàng tam lãng tiền bối đừng vội ta trước cho ngươi hỏi thăm một chút cửu u thế giới lớn như vậy ngươi một đầu đụng vào muốn tìm vân tước tử tiền bối tin tức không khác mò kim đáy biển nếu như có thể liên hệ với bạch tiền bối tu nói không chừng có thể được đến một số liên quan tới vân tước từ tiền bối tin tức cuồng đao tứ lãng vậy ta ngày mai lại xuất phát đi trước chuẩn bị một chút cửu u thế giới ta nhìn thấy ta chinh phục bắc hà trân quân lệ chi tiên tử diệt phượng công tử đông phương lục tiên tử cắt ngang một chút đội hình nói chuyện trọng yếu mắt thấy đêm trăng tròn đều muốn kết thúc a à. thư hàng người cùng bí đao thánh quân ở giữa quyết đấu giải quyết sao Bắc Hà Trân Quân, đúng a à, tính hắc quẻ ra hỏa kia trả lại tống thư hàng tính toán quẻ, cát quẻ, đến. Nói thư hàng sẽ đem bí đao thánh quân đè xuống đất treo lên đánh, còn có thể danh chấn tu sĩ giới. Diệt phượng công tử hăng hái, thư hàng, người ban đêm có phải hay không lại gặp gỡ bí đao thánh quân rồi. Tống thư hàng một mặt bình tĩnh, đánh xuống hồi phục hưng. tại không lâu trước, ta cùng bí đao thánh quân lại gặp được. Tiếp đó, chính là hắn trang bước thời điểm. Bởi vì hắn thế nhưng là kết thúc đồng quái tiên sư hắc quẻ nam nhân, hắn muốn đem bản thân quần danh thiếp đổi thành tống gạch dưới lão nghiêu bức gạch dưới thư hàng. Thật đúng là gặp lại rồi, vậy ngươi có hay không bị đè xuống đất cuồng đánh, diệt phượng công tử con mắt tỏa sáng. Bí đao thánh quân có phải hay không còn mang rất nhiều tu sĩ giới phóng viên. Ta nghe nói đến phong thanh, có phóng viên nhận mời, đi chứng kiến thiên niên đệ nhất thánh vs thiên niên đệ ngũ thánh, đại chiến. Đông phương lục tiên tử đạo. Tống Thư Hàng mỉm cười, tới, chính là giờ khắc này. Ta thắng, Tống Thư Hàng đánh xuống mấy chữ này. Cửu Châu nhất hào quần bên trong, đột nhiên một mảnh trầm mặc. Bình thường tới nói, trong đám nói chuyện trời đất, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Bởi vì đột nhiên yên tĩnh, đại biểu cho người nào đó chủ đề tẻ ngắt, cần phải có hiền lành quần hữu cường lực vãn tôn. Nhưng lần này khác biệt Tống thư Hàng tiếp tục nói, gặp lại Bí đao Thánh quân phía sau ta cùng hắn hẹn xong, một đao phân thắng thua, sau đó tay ta cầm đại bảo kiếm, một đao liền đem hắn tất cả phòng ngự mở ra, đường đường chính chính phá vỡ hắn cuối cùng phòng ngự. Bí đao Thánh quân cái này một đợt thua tâm phục khẩu phục. Trong đám lại tẻ ngắt nửa ngày, cầm trong tay đại bảo kiếm, lại một đao chém ra Bí đao Thánh quân tất cả phòng ngự. Lệ chi tiên tử, cái kia, thư Hàng tiểu hữu nói thế nào tốt đây? dù sao người ta là chính tông bát phẩm huyền thánh, người nhưng thật ra là tứ phẩm cảnh giới. Thua chúng ta cũng không mất mặt, không cần cam chịu. Điều chỉnh tốt tâm tính, người vẫn là tuyệt nhất. chương 1147, Hạch Duyên A à đây chính là Hạch Duyên. Không chỉ có là lệ chi tiên tử, tại tuyến cái khác tiền bối cũng nhao nhao phát tới an ủi. Đông phương lục tiên tử, sờ sờ, an ủi, thư hàng tiểu hữu không khóc. Lúc đầu nhìn thấy người còn có thể sống nhảy nhảy loạn thượng tuyến nói chuyện phiếm, cho là người cùng bí đao thánh quân ở giữa hẳn là không lại phát sinh quyết đấu. Là ta sai rồi, ta không nên nhắc lên cái đề tài này, ta nhận lầm. Diệt phượng công tử, đừng thương tâm, thư hàng, người còn trẻ. Mà lại, tứ phẩm cảnh giới bại bởi bát phẩm không có gì mất mặt. Lại nói, người tu luyện có thể chỉ có hơn 4 tháng A, ấn dạng này tiết tấu nói không chừng 18 tháng tấn thăng bát phẩm đến lúc đó quay đầu đem bí đao thánh quân treo lên đánh trở về. Tuổi trẻ chính là lớn nhất tiền vốn, ngươi là tuyệt nhất. Bác Hà Trân Quân nói, hư danh đối với chúng ta tu sĩ tới nói, chẳng qua là mây bay cạn bã. Mà lại đây có lẽ là một cái rất tốt tâm cảnh phương diện tôi luyện. Nếu thật theo đồng quái hắc quẻ nội dung cốt truyện đẩy ngược tới, ngày mai chư thiên vạn giới đều ghi chép, thiên niên đệ nhất thánh, lạc bại tin tức, ngươi liền đem hắn xem như là đối bản thân tâm cảnh ma luyện trong lúc nhất thời, cửu châu nhất hào quần, thành cửu châu súp gà cho tâm hồn quần. Đủ loại tâm linh canh gà, đập vào mặt, ấm áp lòng người dù sao, tống thư hàng tiểu hữu thời gian tu luyện ngắn ngủi, cho nên, các tiền bối tương đối sách tâm tâm hắn cảnh hội thụ ảnh hưởng. Hạch tâm thế giới bên trong Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn lên trời, vọng thiên. Tô Thị A thập lục che miệng cười khẽ. Ngay tại, cửu châu súp gà cho tâm hồn quần, bên trong các tiền bối, suy tư làm sao có thể an ủi tống thư hàng lúc, một đầu không hợp nhau tin tức bắn ra ngoài. Thanh âm tiên tử vũ nhu tử, tống tiền bối, trong tay người cầm không phải kiếm, sao? Vì cái gì phá vỡ bí đao thánh quân phòng ngự lúc, lại biến thành một đao? Vũ nhu tử là rất nghiêm túc đang hỏi một chút đề, nàng mới từ cấm ngôn trong trạng thái khôi phục, nhìn thấy tống thư hàng chủ đề, lập tức vui vẻ hồi phục. Mặt khác, nàng thông tin cá nhân ghi chú chúng thầu lấy, 2019 năm ngày mùng 4 tháng 9, không hài lòng. Tháng 9 năm, 6, 7 ngày thiếu. A, à, có người tin tưởng ngươi, Tô Thị A thập lục cười nói. Tống Thư Hàng, vừa rồi, hắn còn muốn lấy đem cửu châu nhất hào quần, bên trong quần tên đổi thành tống gạch dưới lão nghiêu bức gạch dưới Thư Hàng, hiện tại cũng không có ý tứ sửa lại. Cũng may Vũ Nhu Tử cho lối thoát, Tống Thư Hàng lập tức liền thuận bậc thang bắt đầu giải thích. Bá Tống, trên thực tế, Chuyện là như thế này. Sáng sớm hôm nay, ta mang theo Thông Nương về nàng nơi Sinh Đào Bảo, nửa đường gặp được một số thượng vàng hạ cám sự tình, A Thập Lục trước đó phát lên video chính là ta đêm nay phát sinh, thượng vàng hạ cám, sự kiện bên trong một bộ phận. Tại xử lý xong những chuyện này phía sau tạm thời có một vị cường lực đồng đội gia nhập ta phó bản tiểu đội. Nói tiếng người, Lệ Chi Tiên tử đạo. Tổng kết tới nói, ta tại gặp được Bí Đao Thánh Quân, trước đó gặp một thanh bảo kiếm rất sâu cái chủng loại kia kiếm tên xích tiêu lúc trước truyền thụ qua ta phần thiên hỏa diễm đao cái vị kia đại năng bội kiếm chỉ cần xích tiêu đạo hữu chịu phối hợp ta ta liền có thể siêu việt cực hạn chém ra một đao uy lực to lớn phần thiên hỏa diễm đao cứ như vậy về sau chúng ta gặp được bí đao thánh quân tiếp theo ta thắng tống thư hàng đạo xích tiêu là kiếm vì cái gì chém ra là phần thiên hỏa diễm đao thanh âm tiên tử vũ nhu tử không chỉ có như thế, xích tiêu đạo hữu còn tự mang đao ý. nói thật, nếu như hắn không phải xích tiêu tử đạo trưởng bội kiếm, ta thật sự rất vừa ý hắn a. À. tống thư hàng bùi ngùi mãi thôi, có thể làm đao làm kiếm, ngẫm lại liền mang cảm giác. thanh âm tiên tử vũ nhu tử thật là lợi hại, thật nghĩ thấy tận mắt thấy một lần có thể tự mang đao ý kiếm. linh điệp tôn giả trước mắt người trước ưu tiên củng cố cảnh giới. tôn giả thượng tuyến tú một chút tồn tại cảm giác dù sao hắn cuối tháng trước liền chuẩn bị độ kiếp, trùng kích bát phẩm cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, hắn phải nhiều hơn cam đoan một chút cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Biết rồi, cha, thanh âm tiên tử vũ nhu tử hi hi cười nói. Lệ chi tiên tử, khục cho nên, thư hàng tiểu hiếu, ngươi là thật một đao chém bay bí đao thánh quân. Đúng vậy a à, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai tu sĩ nhật báo trước mấy đầu náo nhiệt bên trong, khẳng định có đầu này tống thư hàng trả lời bí đao thánh quân bị ngươi treo lên đánh rồi bắc hà tán nhân hiện tại cũng còn không có lấy lại tinh thần tống thư hàng không có chuyện chỉ là một chiêu phân thắng thua ta mượn xích tiêu kiếm thành công kinh hãi bí đao thánh quân mượn dùng đao pháp có thể lặp đi lặp lại sử dụng lạc trần trân quân hỏi tống thư hàng trong thời gian ngắn không thể lặp đi lặp lại sử dụng đến cân nhắc xích tiêu đạo hữu năng lượng tốc độ khôi phục còn muốn cân nhắc thân thể của ta cực hạn chịu đựng. Đông phương lục tiên tử, nếu như tống thư hàng tiểu hữu thật sự thắng vậy ngày mai tu sĩ nhật báo các loại phóng viên, liền sẽ đem cái tin tức này truyền khắp tu sĩ giới. Liền thật sự như đồng quái tiên sư tính toán cái kia quẻ đồng dạng rồi. Bắc Hà Tán Nhân cấp tốc nói, bởi như vậy, tính hắc quẻ vậy mà không hắc quẻ rồi. Cái này không khoa học. Điên thiên đảo chủ, ta có cái suy đoán, có phải hay không là đồng quái đạo hữu đang tính quẻ tốt phía sau đem chính mình quẻ tượng kết quả phản nói cho chúng ta nghe. Biên điềm phó đạo chủ, chỉ cần đem quẻ quả trái lại, cái kia đồng quái đạo hữu quẻ liền rất đáng sợ. Không có khả năng, liền xem như thế giới hủy diệt, đồng quái cũng sẽ không đem chính mình quái tượng trái lại. bắc Hà Tán Nhân khẳng định nói, hắn tại trong đám cùng đồng quái thế nhưng là đối thủ một mất một còn, hiểu rõ nhất đồng quái tính cách. Như vậy, còn có một cái khả năng mọi người còn nhớ rõ sao, lúc ấy thượng tuyến chính là thiết quái toán tiên tài khoản. Có phải hay không là thiết quái tính một quẻ, phá dương kích quách đại lên tiếng nói. Quách đại một phát lời nói, trong đám đột nhiên lại yên tĩnh trở lại. Mấy giây sau, bắc hà chân quân, ta đi, quách đại người xuất hiện lúc, làm sao không phát đầu chó rồi. Làm ta theo bản năng đình chỉ nói chuyện phiếm, muốn đợi của ngươi đầu chó lâu xoa qua sau lại nói chuyện. Phá dương kích quách đại ta ngẫu nhiên mỗi tháng cũng có như vậy hai ba ngày không muốn tự đen có được hay không. Lúc này, thiết quái toán tiên thượng tuyến, không phải ta. Tống thư hàng trước tiên nhận được thiết quái thượng tuyến hệ thống nhắc nhở. Thiết quái toán tiên rất ít tại trong đám nổi lên có lẽ là bởi vì sư phụ đồng quái tiên sư tồn tại cảm giác quá mạnh, thụ địch quá nhiều nguyên nhân, thiết quái toán tiên tận lực bảo trì điệu thấp. Dân ra, hắn cái này tài khoản có đôi khi đều thành sư phụ, đồng quái tiên sư tiểu hào sư phụ bị cấm nói phía sau có đôi khi hội trèo lên tài khoản của hắn thượng tuyến nổi lên. Không phải thiết quái tính toán, vậy liền thật là đồng quái tính toán. Lần này, đồng quái vậy mà tính đúng, có phải hay không thế giới lập tức liền muốn hủy diệt rồi. Điền thiên đảo chủ nói, nếu thật là dạng này, tống thư hàng tiểu hiếu, người từ nay về sau, sẽ thành đồng quái hắc quẻ kẻ hủy diệt, lão nghiêu bức. Điền điềm phó đảo chủ nói, tống thư hàng nhìn đến đây, cái kia thoải mái a à hàn huyên lâu như vậy, rốt cục có tiền bối, đâm chúng hắn ý tưởng bên trên. Tô Thị A thập lục nhìn qua trong đám nói chuyện phiếm nội dung, cúi đầu nở nụ cười. Nói thật, một đao phân thắng thua, giải quyết bí đao thánh quân sau tống thư hàng, nhìn, đều không có hiện tại vui vẻ như vậy. Hiển nhiên, so với, giải quyết bí đao thánh quân, đến, đồng quái hắc quẻ kẻ hủy diệt, việc này càng làm cho tống thư hàng thỏa mãn. Cửu châu nhất hào quần bên trong, Bác Hà Tán Nhân không hiểu cảm khái nói, nếu có một ngày, tính hắc quẻ đột nhiên không còn tính hắc quẻ, vậy hắn người này còn có cái gì điểm sáng? Lệ chi tiên tử lập tức nói lại có, thiên biến vạn hóa, có thể nam có thể nữ, muốn trở thành ai liền biến thành ai. Chính vì hắn muốn trở thành ai liền biến thành ai, thiên biến vạn hóa cho nên mọi người suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện, hắn không có bản thân đặc thù, bởi vì tất cả đặc thù đều có thể là giả, tính cách, thanh âm, dung mạo, thậm chí là giới tính, đều có thể là giả. Trước kia, đồng quái còn có thể một mực dựa vào, hắc quẻ, loại này cá tính đang dùng cơm, nếu như đã mất đi, hắc quẻ, loại này thuộc tính, tiếp đó, đồng quái nhất định sẽ biến thành trong đám thứ nhất tiểu trong suốt. Bác Hà Tán Nhân phân tích nói, Minh Nguyệt bao lâu có? Tuy xuê cư sĩ cường lực nổi lên, dẫn soát cảm giác về sự tồn tại của chính mình, tựa hồ muốn chứng minh chút gì. Đáng tiếc đồng quái đạo hữu không có thượng tuyến, nếu là hắn thượng tuyến, liền có thể trực tiếp hỏi hỏi hắn cái kia một quẻ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lệ chi tiên tử đạo Đang lúc lệ chi tiên tử đang khi nói chuyện, có một vị vài ngày không có thượng tuyến quần hữu đi ra. Ốc Nhật, hiến công cư sĩ vừa ra trận, liền phát cái thật to, nhật chữ. Từ lần trước chế tạo ra long ma dược tề phía sau tại mặt pháp chi chiến đập xong, hiến công cư sĩ liền yên lặng tìm cái địa phương tăng cường thể chất, tiếp lấy độ kiếp đi. Bởi vì từng có qua trong lòng đất bế quan bị vũ khí hạt nhân nổ đáng sợ kinh lịch, cho nên, hiến công cư sĩ lần này đem đất độ kiếp đặt ở cái nào đó đặc biệt, không hạch khu, bất kể có phải hay không là thật không có vũ khí hạt nhân, nhưng ít ra có thể lấy cái tặng thưởng. Kỳ thật, hiến công cư sĩ cân nhắc trực tiếp đem độ kiếp điểm phóng tới vũ trụ, nhưng cân nhắc liên tục, vẫn là đem địa điểm an trí ở bản thân nắm chắc lớn nhất, địa cầu, phía trên. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, lại tại thể chất tăng lên tới hài lòng trình độ, hiến công cư sĩ bắt đầu trùng kích, lục tấn thất thiên kiếp. Cái này một đợt thiên kiếp, khí thế hung hung. Từ độ kiếp đến bây giờ, đã vượt qua 7 ngày 7 đêm thời gian. Cuồng đao tứ lãng, hiến công tiền bối, độ kiếp kết thúc rồi à? Không nghĩ tới lúc này còn có thể thu đến tín hiệu, có lẽ vừa vặn để cho ta giảng vài câu di ngôn ta có thể muốn không được, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Hiến công cư sĩ dùng giọng nói công năng nói, "Ta cái này đợt thiên kiếp đã độ 7 ngày 7 đêm, đến cuối cùng càng ngày càng quỷ dị. 3 4 ngày trước, thiên kiếp liền biến ra đủ loại vũ khí. Hiện tại càng là xuất hiện một cái nhìn qua giống đạn hạt nhân đồ chơi đang thành hình." Lập tức, toàn bộ Cửu Châu nhất hào quần lại an tĩnh. Mọi người đều biết, hiến công cư sĩ trong đáy lòng có khối thương, cái kia chính là đạn hạt nhân sự kiện. Đã từng có đoạn thời gian ai cùng hiến công cư sĩ nhấc lên, đạn hạt nhân, cái này hai chữ mắt, hiến công cư sĩ cũng sẽ cùng người gấp. Hiện tại, hiến công cư sĩ độ kiếp tối hậu quan đầu, vậy mà thật sự xuất hiện đạn hạt nhân. Rõ ràng, thiên kiếp đạn hạt nhân không phải là 7 tấn 8 thời điểm mới xuất hiện sao? Vì cái gì hiến công cư sĩ lục tấn thất, liền xuất hiện thiên kiếp đạn hạt nhân? Chẳng lẽ, thật là hiến công cư sĩ cả đời này, cùng hạch hữu duyên? Ta không biết cái thiên kiếp này đến cùng là thế nào, nhưng mọi người khi độ kiếp, ngàn vạn cẩn thận thiên kiếp hiện đại hóa sự. Hiến công cư sĩ bắt đầu dành thời gian bàn giao di ngôn. chương 1148, Hiến công tiền bối thử một chút ôm đầu ngồi sổng phòng. Bàn giao di ngôn thời điểm, Hiến công cư sĩ còn không quên cho, cửu châu nhất hào quần, đạo hữu nhóm để tỉnh một câu. Hắn gấp rút nói thật nhanh, tại đối mặt đạn hạt nhân trước đó, ta đã đã trải qua mấy đợt cổ quái thiên kiếp công kích, lôi kiếp, hỏa kiếp, kim kiếp hóa thành ép trừ 22 máy bay chiến đấu, còn có rất nhiều ta không nhận ra loại máy bay chiến đấu, từ đầu ta đỉnh gào thét mà qua, đối với ta tiến hành thảm thức oanh tạc, quả thực là ác mộng ta bây giờ còn có loại không thực tế ảo giác, cảm giác mình độ một lần giả thiên kiếp, hy vọng mình có thể từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Cho nên, gần nhất muốn độ kiếp đạo hiếu, ngàn vạn chú ý phòng bị điểm này. Thời gian không nhiều lắm, đầu ta đỉnh cái này thiên kiếp đạn hạt nhân sắp thành hình ta ta cảm giác cái này một đợt có thể muốn không chịu đựng nổi. Các vị đạo hữu tu tiên lộ mạn mạn, ta đi trước vậy. Hiến công cư sĩ thanh âm bên trong tràn đầy bi tráng phóng khoáng. Lúc này, bác Hà Tán Nhân dùng từ âm nói, cư sĩ, thiên kiếp hiện đại hóa sự tình, chúng ta vài ngày trước đều biết. Trừ cái đó ra, trước mắt chúng ta đã biết mạnh nhất thiên kiếp vũ khí là thiên kiếp bom hydro, uy lực kinh khủng, có bát phẩm đỉnh phong uy lực công kích hiến công cư sĩ, vài ngày trước liền biết rồi. Từ biết thiên kiếp hiện đại hóa sự tình phía sau ta lập tức liền bắt đầu liên hệ cư sĩ, nhưng là một mực liên lạc không được ngươi. Ta nghĩ, khi đó ngươi nên bắt đầu độ kiếp rồi, quả nhiên. Bác Hà Tán Nhân tiếp tục nói. Lệ chi tiên tử, bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, có biện pháp nào không trợ giúp hiến công đạo hiếu. Mà lại lục tấn thất thiên kiếp bên trong, xuất hiện thiên kiếp đạn hạt nhân cũng quá khoa trương. Hiến công tiền bối, ngài lại nhìn kỹ một chút có phải hay không nhìn lầm đem thiên kiếp đạn đạo nhìn thành là thiên kiếp bom nguyên tử rồi khiến công cư sĩ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đang ngưng tụ thành hình đạn hạt nhân giếng thở dài ta cảm thấy một cái phổ thông đạn đạo sẽ không xuất hiện đạn hạt nhân phát xạ giếng thứ này cái kia chính là chân chính thiên kiếp bom nguyên tử có phải hay không là tâm ma kiếp cuồng đao tứ lãng lên tiếng nói tâm ma kiếp hội bắt lấy trong lòng người yếu ớt nhất bộ phận hiến công tiền bối trong lòng bóng tối chính là vũ khí hạt nhân sở dĩ phải không phải là tại độ kiếp tối hậu quan đầu tâm ma kiếp diễn hóa thành tiền bối lo lắng nhất xuất hiện thiên kiếp đạn hạt nhân muốn đem người cuốn vào tâm ma kiếp bên trong cuồng đao tam lãng rất có đạo lý kỳ thật tại tam lãng đạo hữu tác tử bề ngoài dưới có một trái tim tinh tế tỉ mỉ nếu như là tâm ma kiếp ta không nghĩ ta còn có về thời gian tuyến cùng mọi người bàn giao di ngôn hiến công cư sĩ cười khổ nói Tâm Ma Kiếp cũng sẽ không cho tu sĩ đi chuẩn bị cơ hội, sẽ chỉ lập tức đem hắn đẩy vào tâm ma tuyệt cảnh bên trong. Lúc này, Thanh Âm Tiên Tử Vũ Nhu tử nói, nếu quả như thật không chịu đựng được hiến công tiền bối, người có lẽ có thể thử một chút, ôm đầu ngồi xổm phòng, độ kiếp thức. A, à, hiến công cư sĩ một mặt mộng bức, có ý tứ gì? Để hắn đối thiên kiếp lộ sợ. Đây là Thiên Niên đệ nhị, tam, tứ, thánh độ kiếp chi pháp nếu quả như thật không có cách nào đối mặt thiên kiếp đạn hạt nhân, tiền bối kia ngài liền thử ngồi xuống ôm đầu, dùng sức lai động có lẽ có thể vượt qua kiếp nạn này. Vũ Nhu Tử Đạo Hiến công cư sĩ, thiên nhiên đệ nhị, tam, tứ thánh đều đi ra rồi. Ngay tại hắn bắt đầu độ kiếp mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì biến hóa kinh người. Hiến công cư sĩ có loại thôn thông lưới, đột nhiên phát hiện thế giới bên ngoài đã tiến vào vũ trụ thời đại ảo giác hết lần này tới lần khác lúc này, cửu châu nhất hào quần, bên trong, không ai đi ra phản bác vũ nhu tử. Dù sao trước mấy ngày, thiên niên đệ nhị, tam, tứ thánh bên trong, hai cái ôm đầu ngồi sổm phòng, một cái os thức độ kiếp, tư thế quá đặc biệt, để cho người ta khắc sâu ấn tượng, muốn quên cũng không quên được. Chỉ có tống thư hàng khóe miệng co giật xuống, bởi vì chỉ có hắn biết, lúc trước thất sinh phù phủ chủ, thiên nhai tử đạo trường thường viễn từ tiền bối, ba cái ôm đầu ngồi xổm phòng cùng os thức độ kiếp chân tướng. Đó là trong tay hắn tinh phẩm khôi lỗi nồi. Nghĩ nghĩ phía sau tống thư hàng mở ra giọng nói công năng. Bá tống, hiến công tiền bối, ngài nhưng nhìn cẩn thận, thật là đạn hạt nhân phát xạ giếng. Bá tống, là tống thư hàng tiểu hữu hiến công cư sĩ nói, ngẩng đầu nhìn về phía đã triệt để ngưng tụ thành hình đạn hạt nhân phát xạ giếng, không sai được. Ta lần trước sau khi xuất quan, bù lại rất nhiều cùng vũ khí hạt nhân có liên quan tri thức cho nên tuyệt đối sẽ không nhìn lầm tới đạn hạt nhân đã bắn ta xong vậy khiến công cư sĩ nói thở dài bắt đầu toàn lực chống lên bản thân bố trí tới rất nhiều kết giới thiên kiếp đạn hạt nhân uy lực so với hiện thực đạn hạt nhân phải cường đại càng nhiều mà lại cái thiên kiếp này đạn hạt nhân hợp lý lượng so với năm đó nổ hắn cái kia đương lượng đánh lớn hơn nhiều lắm ta mệnh hưu vậy lúc này Cửu Châu nhất hào quần bên trong, Tống Thư Hàng suy tư một lát sau, nói: "Khả năng ta muốn sớm chúc mừng hiến công tiền bối, tấn thăng tôn giả." Bắc Hà tán nhân, mặc dù không biết vì sao hiến công tiền bối 6 độ 7 ngày kiếp chung sẽ xuất hiện thiên kiếp đạn hạt nhân, loại vật này. Nhưng nếu thật là thiên kiếp đạn hạt nhân, uy lực khẳng định đã vượt qua hạn độ. Như vậy, tại hiện thế bên trong chỉ sợ không cách nào nổ tung." Tống Thư Hàng suy đoán nói: bát phẩm huyền thánh thiên kiếp, tại sao lại bị độc lập kéo vào đến thiên kiếp thế giới bên trong? Cũng là bởi vì bát phẩm thiên kiếp lực phá hoại quá lớn, sẽ đối với hiện thế tạo thành qua lớn quấy nhiễu. Vậy nếu như vạn nhất cái này một cái thiên kiếp đạn hạt nhân thật có thể nổ tung đâu? Lệ chi tiên tử hỏi. Nếu như hắn thật có thể tại hiện thế bạo tạc, vậy nó uy lực, khẳng định cũng bị suy yếu đến, sẽ không đối hiện thế tạo thành quá lớn quấy nhiễu, trình độ. Kể từ đó, hắn uy lực nổ tung, lại ở hiến công tiền bối có khả năng chịu đựng cực hạn bên trong. Tống thư hàng đảo, hắn hạch tâm thế giới bên trong, tồn chữ lấy đại lượng thiên kiếp đạn hạt nhân, hơn nữa còn liên tục không ngừng có mới đạn hạt nhân từ, bạch tôn giả cái kia bị chuyển di tới. Tống thư hàng không có đi xâm nhập nghiên cứu những thiên kiếp này đạn hạt nhân, nhưng là hạch tâm thế giới, là thuộc về tống thư hàng tư nhân thế giới, thụ hắn trưởng khống. Tống thư hàng mỗi khi nhàn rỗi nhàm chán, hoặc là minh tưởng thời điểm, ý thức đảo qua hạch tâm thế giới bên trong đạn hạt nhân, hạch tâm thế giới liền sẽ quét hình những thiên kiếp này đạn hạt nhân, thời gian dần trôi qua, tống thư hàng đối bọn nó có được hiểu rõ nhất định. Minh Nguyệt bao lâu có cảm thán nói, nếu thật sự là như thế, liền không thể tốt hơn, nguyện chúng ta, cửu châu nhất hào quần, bên trong, sẽ không còn có thành viên giảm bớt. 30 năm trước Bọn hắn cái này một cái nho nhỏ tu chân hảo hữu trong vòng, có một vị lục nhĩ kiếm quân, trùng kích thất phẩm tôn giả cảnh giới lúc, tâm ma quấn thân, tại kiếp hỏa nửa đường diệt. Loại chuyện này, thật sự không hy vọng lại phát sinh. Lệ chi tiên tử, ngọn nến biểu lộ hy vọng hiến công cư sĩ bình an vượt qua kiếp nạn này. Diệt phượng công tử, ngọn nến biểu lộ hy vọng thư hàng tiểu hữu đoán không lầm. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, ngọn nến biểu lộ mặc dù ta rất không thích tống tiểu hữu, nhưng lần này ta cũng hy vọng hắn nói đúng. Nguyện hiến công đạo hữu bình an. Về sau, cửu châu nhất hào quần bên trong tại tuyến đạo hiếu, nhao nhao trên tóc, ngọn nến biểu lộ, vì hiến công cư sĩ cầu phúc. Tống Thư Hàng Bởi vì thu đến phân thân báo cáo, cố ý chăm bận biểu dành thời gian thượng tuyến Hoàng Sơn chân Quân nhìn thấy một đoạn này nói chuyện phiếm ghi chép lúc, khóe miệng co giật. Hoàng Sơn chân Quân tâm thật mệt mỏi hắn lần trước tự cùng lệ chi tiên tử nói qua, ngọn nến biểu lộ, không phải cầu phúc biểu lộ. Đây là đang vì hiến công cư sĩ, điểm sáp, đây này. Diệt Phượng Công Tử, đúng rồi, vừa rồi Hiến Công Tiền Bối còn chưa tới nói hắn ở đâu độ kiếp, có thể hay không khóa chặt vị trí của hắn, đi xem hắn một chút hiện tại thế nào. gấp chết mèo. Đông Phương Lục Tiên Tử, Diệt Phượng phải có kiên nhẫn. Nói không chừng một hồi phía sau Hiến Công Tiền Bối liền lên tuyến đâu. Diệt Phượng Công Tử, nhưng chúng ta cũng không thể chơi chờ lấy, dù sao cũng phải muốn làm chút gì mới tốt ra. À. Không cần phải gấp gáp, các ngươi chờ lấy. Ta thử một chút có thể hay không khóa chặt một chút vừa rồi hiến công đạo hữu tín hiệu vị trí. Mặt khác, thư hàng tiểu hữu nói rất có lý, ta cảm giác hiến công đạo hữu cái này một đợt ổn. Hoàng Sơn chân quân thượng tuyến, trầm giọng nói. Hoàng Sơn chân quân vừa xuất hiện, trong đám thật nhiều người liền ổn lại. Tại Cửu Châu nhất hào quần, bên trong, Hoàng Sơn chân quân nổi lên định hải thần châm tác dụng. Hắn tu vi không phải trong đám cao nhất, nhưng hắn tại trong đám tác dụng, không người có thể thay thế thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng sau 5 phút, Hoàng Sơn chân quân thỏa, không cần lục soát tín hiệu, hiến công đạo hiếu bình an vô sự. Úc Nhật, rốt cuộc lại có tín hiệu, hiến công cư sĩ lại phát đầu giọng nói. Chúc mừng hiến công tiền bối, thành công độ kiếp, diệt phượng công tử chúc mừng đạo. Chúc mừng hiến công tiền bối, chứng đạo tôn giả, lệ chi tiên tử đạo, cửu châu nhất hào quần bên trong, lại nhiều thêm một vị mới tôn giả, còn có hai vị giả huyền thánh hiến công tiền bối, củng cố tốt cảnh giới phía sau nhất định phải nhớ mời khách ha. À. Cuồng đao tứ lãng đạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đám tràn đầy chúc mừng cùng chúc mừng thanh âm. Thực sự không ai hy vọng trong đám sẽ có cái nào đạo hữu tài khoản, đột nhiên vĩnh viễn sẽ không lại thượng tuyến, ảnh chân dung sẽ không lại sáng. Một màn kia, thật sự không hy vọng phát sinh. Sinh ly tử biệt, dù cho đối với đạo tâm kiên định tu sĩ tới nói, cũng là thế gian một đại khổ cảm ơn mọi người để mọi người lo lắng hiến công cư sĩ nhanh chóng hồi phục lệ chi tiên tử hiến công tiền bối người vừa rồi cái kia một kiếp cuối cùng đến cùng là chuyện gì xảy ra cái viên kia đạn hạt nhân cuối cùng nổ tung sao là tâm ma kiếp vẫn là tống thư hàng tiểu hữu đoán tại hiến công tiền bối trong phạm vi chịu đựng bảo tạc lại hoặc là dứt khoát là nổ tung lên pháo hoa cửu châu nhất hào quần thành viên khác cũng rất muốn biết là chuyện gì xảy ra thật sự nổ nói thật tạc thiên trong nháy mắt đó tâm ta đều thật lạnh thật lạnh thiên kiếp đạn hạt nhân nổ tung lên lúc khí thế kia cái kia uy áp loại kia đáng sợ trùng kích cảm giác hoàn toàn không phải ta có thể tiếp nhận lên ta một lần cho là mình chỉ có nhắm mắt chờ chết nhưng không nghĩ tới khi thiên kiếp đạn hạt nhân triệt để nổ tung lên phía sau nó trùng kích rơi trên người ta lúc lại rất nhỏ so với trước đó máy bay chiến đấu quần thể oanh tạc còn yếu nhược rất nhiều cái này đợt thiên kiếp quá dọa người Ta hiện tại lá gan đều còn tại rung động, ta trước thu thập một chút độ kiếp dấu vết, các vị đạo hiếu, đợi ta trở về hoa hạ, cùng mọi người nâng cốc môn hoan. Hiến công cư sĩ cười ha ha nói. Hạch tâm thế giới bên trong, tống thư hàng cùng tô thị A thập lục cũng nhẹ nhàng thở ra. a à, sư phụ, cật qua thánh quân còn chưa có đi ra sao? Tiểu thải hỏi, trường 1149, nhân sinh A nhân sinh chính là muốn dùng để hoài nghi. Tống Thư Hàng xuyên thấu qua, công nước chi quang, biến thành con mắt, đánh giá Linh Sơn phụ cận hình ảnh. Bí đao thánh quân cùng cái kia một đám phóng viên còn tại nguyên địa. Mà lần này đêm trăng tròn một vị khác nhân vật chính, cật qua thánh quân, lại chậm chạp tương lai. Cật qua thánh quân còn không có đi ra, hắn không phải là thả bí đao thánh quân bổ câu đi. Tống Thư Hàng đạo. Sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu thải, tiểu thải, nếu như ngươi cũng mệt mỏi, trước hết đến thi nơi đó ngủ một hồi chờ cật qua thánh quân đi ra ta sẽ gọi ngươi nhóm cũng tốt tiểu thải nhẹ gật đầu hướng phía thi giường chiếu vị trí nhảy xuống một bên khác vừa độ xong kiếp hiến công cư sĩ thu hồi điện thoại thật sâu phun ra một ngụm chọc khí hắn trời sinh đỏ thẫm mặt lúc này lại hơi có vẻ trắng bệch hắn thương rất nặng hai cái đùi bị tạc rách dưới chỉ còn xương cốt muốn dưỡng tốt thương thế kia ít nhất phải thời gian một năm mà lại hắn chân thương cũng không phải là trước đó những cái kia thiên kiếp máy bay chiến đấu oanh tạc tạo thành. Thiên kiếp máy bay chiến đấu oanh tạc mang tới thương, cũng không có phát hiện tại như vậy trọng. Trên thực tế, vừa rồi hắn có một số việc không có thể cùng, Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu miêu tả không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không cách nào nói ra miệng. Ngay tại vừa rồi tại thiên kiếp đạn hạt nhân triệt để thành hình, phát xạ trong nháy mắt, hiến công cư sĩ cảm giác mình bên người đột nhiên long trời lở đất. Ngay sau đó hắn cùng đỉnh đầu, thiên kiếp đạn hạt nhân, đều bị chuyển rời đến một cái thế giới khác. Thế giới kia, không phải hiện thế, mà là một cái hoàn toàn độc lập thế giới không gian. Ở trong không gian này, thiên kiếp đạn hạt nhân đột nhiên bạo tạc, hóa thành tuyệt vọng mây hình nấm. Cùng một thời gian, cái kia để hiến công cư sĩ lá gan rung động bạo tạc uy lực trùng kích tới, tại một phần ngàn giây thời gian bên trong, liền xé mở hắn một lần nữa bày ra mấy trăm tầng phòng ngự kết giới. Kết giới vỡ vụn trong nháy mắt, hiến công cư sĩ té bay ra ngoài ngay sau đó, bạo tạc trùng kích rơi xuống hắn nhục thân bên trên, đau đớn kịch liệt từ hai chân truyền lại đến não hải. Ta mệnh hưu vậy, lúc ấy cư sĩ trong đầu chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Đúng lúc này, mắt thấy thiên kiếp đạn hạt nhân, muốn đem hiến công cư sĩ thôn vệ thời điểm, đột nhiên có một đạo không cách nào hình dung ý chí giáng lâm, quét hình ở trên người hắn. Tại cái kia đạo ý chí giáng lâm thời điểm, hiến công cư sĩ bên người không gian, thời gian đều động lại, chỉ có hiến công cư sĩ ý chí còn tại vận chuyển. Cái kia đạo ý chí đảo qua một lần phía sau hiến công cư sĩ lại cảm thấy đến trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn đã bị đá ra cái kia, độc lập thế giới, trở xuống đến trước đó hắn lựa chọn độ kiếp, không hạch khu, bên trong. Nếu như không phải chân cùng trên người trọng thương, hắn suýt chút nữa thì cho là mình vừa rồi gặp gỡ, thiên kiếp đạn hạt nhân, thật là cuồng đao tam lãng nói tâm ma kiếp. Mơ hồ trong đó, hiến công cư sĩ có một cái suy đoán. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn khả năng bị đưa vào đến thiên kiếp thế giới bên trong. Chính là trong truyền thuyết, thất phẩm tôn giả tấn thăng bát phẩm lúc mới có thể tiến vào không gian. Nhưng là, có lẽ bởi vì hắn thực lực cũng không có đạt tới tiến vào không gian điều kiện. Dù sao tại đã trải qua ý chí quét hình phía sau hắn liền bị cưỡng ép đá ra, thiên kiếp thế giới, bảo vệ mạng nhỏ. Lại nói tiếp, thiên địa linh lực rót vào trong cơ thể hắn, kết thúc hắn trận này, lá gan rung động, độ kiếp, thân thể của hắn tại kiếp sau đạt được thăng hoa, chính thức tấn thăng thất phẩm tôn giả cảnh giới. Nắm trận này thiên kiếp phúc hiến công cư sĩ cảm giác mình thật vất vả có chút khôi phục, vũ khí hạt nhân sợ hãi chứng, bệnh tình lại bắt đầu tăng thêm, hắn đều không biết mình, vũ khí hạt nhân sợ hãi chứng còn có hay không cứu giúp khả năng. Sự tình sau khi kết thúc, cư sĩ lập tức muốn đem bản thân vừa rồi, kinh lịch, giảng thuật cho cửu châu nhất hào quần đạo hiếu hắn phát hiện mình điện thoại còn đại nạn không chết trước đó tại đạn hạt nhân bạo tạc trong nháy mắt, hắn ném ra điện thoại di động của mình. Cái này may mắn điện thoại, không có bị đưa vào đến thiên kiếp thế giới, tránh thoát một kiếp. Hắn lập tức mở ra, cửu châu nhất hào quần. Nhưng khi hắn mở miệng thời điểm lại phát hiện bản thân không cách nào mở miệng đem chính mình kinh lịch giảng thuật ra ngoài. Rõ ràng trong đầu của hắn đã tổ chức tốt ngôn ngữ, làm thế nào đều không thể đem tin tức này truyền ra ngoài khiến công cư sĩ lập tức hiểu được hắn lần này kinh lịch chỉ sợ chỉ có thể nát tại trong bụng lại hoặc là muốn thông qua thủ đoạn khác thử nghiệm đưa chúng nó ghi chép lại tại là vì miễn cho để cửu châu nhất hào quần bên trong các đạo hữu lo lắng khiến công cư sĩ chịu đựng đau dữ dội miễn cưỡng vui cười tại trong đám đơn giản báo bình an đem đạn hạt nhân thiên kiếp sự tình một bút thay thế về sau hắn thậm chí không kịp nhìn nhiều các đạo hữu chúc phúc hắn liền để xuống điện thoại di động, tuyết miệng thống khổ hét thảm lên, thảm quá thay, muốn mạng vậy. Đồng thời, trong đầu hắn hiển hiện một cái ý niệm trong đầu thiên kiếp phát sinh các loại cổ quái biến hóa. Mà lại, rõ ràng không có tu luyện tới thất phẩm cảnh giới hắn, lại bị kéo vào thiên kiếp thế giới, đây quả thực phản phất như là thiên kiếp lớn bắc. Nếu thật sự là như thế, đương kim thiên đạo, hẳn là thật sự như theo như đồn đại nói, xảy ra vấn đề. Đang lúc hiến công cư sĩ suy tư thời khắc, tại hắn ngẩng đầu vọng thiên thời điểm trước mắt xuất hiện mấy cái hình ảnh. Thiên niên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh cộng thiên niên đệ nhị thánh thất sinh phù phù chủ, thiên niên đệ tam thánh thường viễn tử, thiên niên đệ tứ thánh thiên nhai tử cùng nhau, nhân tiền hiển thánh, hình ảnh. Hình ảnh kia Mỹ thê thảm, ngoại trừ đầu chọc bá tống huyền thánh còn miễn cưỡng đứng đấy, phía sau đạo môn ba sợ hai ngồi sổm vừa quỳ, đơn giản cay con mắt. Trừ cái đó ra, còn có thiên niên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh, cùng mặt khác ba vị huyền thánh, huyền thánh giảng pháp hình ảnh. Cuối cùng còn có một cái thiên niên đệ ngũ thánh, bí đao thánh quân, nhân tiền hiển thánh cộng huyền thánh giảng pháp hình ảnh. Đồng thời, bí đao thánh quân còn tại huyền thánh giảng pháp thời khắc, hướng bá tống huyền thánh đưa ra khiêu chiến. Huyền thánh giảng pháp là chư thiên vạn giới người tu luyện, chỉ cần muốn nhìn đều có thể nhìn thấy hình ảnh. Mỗi một vị người tu luyện đều có quan sát huyền thánh giảng pháp quyền lợi. Bất kể là trong lúc ngủ Bế quan bên trong thậm chí là độ kiếp bên trong, đều có quan sát huyền thánh giảng pháp quyền lợi. Bất quá xong, tại độ kiếp bên trong tu sĩ hoặc là cùng loại trạng thái khẩn cấp người tu luyện, lại ở sau khi độ kiếp mới thu đến huyền thánh giảng pháp tiếp sóng. Đợi chút nữa, con mắt của ta có phải hay không xảy ra vấn đề, cái này bá tống huyền thánh, thấy thế nào đều là tống thư hàng tiểu hữu a. Còn có cái này thất thiên phù phù chủ tuyệt đối chính là chúng ta trong đám thất sinh phù đạo hữu a thường viễn tử ngược lại không nhận biết, vậy mà tại huyền thánh giảng pháp lúc lớn mà tỏ tình. Thiên nhai tử, không phải là trong truyền thuyết vị kia truyền công cuồng nhân. Hiến công cư sĩ trừng to mắt, cảm giác mình thế giới quan tại băng diệt. Tống thư hàng tiểu hữu vậy mà tấn thăng bát phẩm thành thánh rồi. Thế giới này là thế nào, là ta điên rồi, vẫn là cái thế giới này đều điên rồi. Chờ đã, hẳn là ta vẫn còn tâm ma kiếp bên trong hiến công cư sĩ nghĩ đến một cái rất đáng sợ khả năng. Có lẽ, hắn hiện tại còn hãm sâu tại, tâm ma, chế tạo huyến tượng trong kịch tình, không thể tự thoát ra được. Cho nên, Tống Thư Hàng tiểu hữu hội tấn thăng bát phẩm, nhân tiền hiển thánh còn có thể mở miệng nói ra đại đạo thanh âm diệu pháp. Đây hết thảy cùng thiên kiếp đạn hạt nhân, đều là hắn tâm trướng. Hiến công cư sĩ có chút hoài nghi nhân sinh. Một bên khác, thông nương nơi sinh linh sơn dưới. Bí đao Thánh Quân không ngừng nhìn thời gian. Thừa dịp vừa rồi thời gian nghỉ ngơi, hắn vừa rồi một lần nữa đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, liền đợi đến nghênh đón trận tiếp theo cùng, cật qua Thánh Quân ở giữa quyết đấu. Đông qua tiền bối, thời gian ước định hẳn là không sai biệt lắm đi, vị kia cật qua Thánh Quân còn chưa có đi ra sao? Tu sĩ Nhật báo phóng viên nhịn không được lên tiếng hỏi. Ta cũng buồn bực, thời gian ước định đã đến a. À. Bí đao Thánh Quân nhíu mày nói, Thần Cương Tu sĩ điện đài phóng viên hỏi, có phải hay không là Cật Qua Thánh Quân Lâm thời có việc không tới? Bí đao Thánh Quân lắc đầu, "Sẽ không, Cật Qua Thánh Quân là ta rất ngưỡng mộ một vị tiền bối, ta tin tưởng hắn. Nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hắn nói qua muốn vào hôm nay thử một chút ta phòng ngự chi đạo, hắn nói qua hội trên Linh Sơn chờ ta, vậy liền nhất định sẽ xuất hiện." Gặp Bí đao Thánh Quân kiên định như vậy bộ dáng, các đại tu sĩ tin tức bình đài các phóng viên nhẹ gật đầu, tiếp tục chờ đợi. Kỳ thật mấy vị phóng viên cũng không phải là rất gấp bởi vì đêm nay đã lấy được rất hài lòng tin tức. Sau đó, nếu như cật qua thánh quân thật có thể xuất hiện, cái kia chính là mừng vui gấp bội. Có thể gặp lại một trận huyền thánh cuộc chiến, giả thiết cật qua thánh quân một đêm đều không xuất hiện, vậy cũng không quan hệ, dù sao bọn hắn chuyến này đã đáng giá. Đang lúc bí đao thánh quân bọn người chuẩn bị tiếp tục chờ thời điểm, đột nhiên có điện thoại thanh âm vang lên. Một thân kim sắc chiến giáp tóc vàng bí đao thánh quân, đem chính mình kiếm lớn màu vàng óng cắm vào bùn đất, sau đó đưa tay tại giáp ngực bên trong móc ra một đầu thổ hào kim màu sắc điện thoại. Bí đao thánh quân, rất yêu kim sắc. Nhìn thấy điện thoại thời điểm, bí đao thánh quân vui vẻ nhận điện thoại, uy, cật qua tiền bối. Người cái này xuẩn dưa hiện tại ở đâu? Ta tại Hoa Sơn thượng đẳng ngươi quá nửa đêm, ngươi làm sao vẫn còn chưa qua đến? biết hay không thông cảm một chút lão nhân gia hơn nửa đêm một vị lão nhân nhà ở trên đỉnh núi gió lạnh thổi run lẩy bẩy chờ ngươi ngươi tốt ý tứ sao kính dạ yêu trẻ a à, đây là ta một mực đau khổ dậy bảo phẩm chất tốt của ngươi cùng ta dạng này lão nhân gia đã hẹn thời gian tại tôn lão mỹ đức dưới ngươi không phải hẳn là sớm đến phó ước mới đúng sao ngươi ngược lại tốt hiện tại ước hẹn thời gian đã đến còn không có tới ngươi là muốn cho ta leo cây đừng nói cho ta người kẹt xe a à, một cái nổi trận lôi đình thanh âm tại bí đao thánh quân trong điện thoại di động vang lên bí đao thánh quân một mặt mộng bức nói chuyện a à, thanh âm kia rất táo bạo dáng vẻ dạng này tâm cảnh thật là một vị huyền thánh huyền thánh đạo tâm có như thế dễ bạo sao các phóng viên thầm nghĩ trong lòng mà lại càng quan trọng hơn là ước hẹn địa điểm hoa sơn ta ngay tại chân núi một mực chờ lấy ngày đâu chờ đã Ngươi nói chính là Hoa Sơn, Bí Đao Thánh Quân trừng to mắt. Chân núi ngươi liền lên đến a?" Cật Qua Thánh Quân cả giận nói. Bí Đao Thánh Quân vội vàng giải thích nói, "Nhưng là, Cật Qua tiền bối. Ngươi ngay từ đầu cùng ta ước hẹn địa phương cũng không phải là Hoa Sơn, mà là một chỗ rất tú khí linh sơn phía dưới, tọa độ vẫn là ngươi tự mình phát cho ta. Ta bây giờ đang ở chỗ kia Linh Sơn hạ đẳng ngươi." Cật Qua Thánh Quân, sau một lúc lâu, cật qua thánh quân ngữ khí đột nhiên biến ôn nhu, ha ha ha, cái kia. Đông qua, bên cạnh ngươi hiện tại có tu luyện công đức đạo hữu sao? chương 1150, cật qua tiền bối người chạm đất điểm sai lệch. Nói lên tu luyện công đức đạo hữu ở đây bí đao thánh quân cùng mấy vị phóng viên, lập tức nhớ tới vừa rời đi, thiên nhiên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh. Không có cách, bá tống huyền thánh sau lưng vị kia, cụ hiện hóa, công đức nữ đế, thực sự làm cho người rất khắc sâu ấn tượng. Bá Tống Huyền Thánh khẳng định không phải tu chân giới công đức chi quang người mạnh nhất, nhưng hắn công đức chi quang quá lưu. Uy nghiêm tràn đầy sẽ còn giả chết nữ đế, duy nhất cái này một nhà. Bất quá, bá Tống Huyền Thánh đã rời đi. Khục, mấy vị đạo hiếu, trong các người có người tu luyện qua công đức chi lực sao? Bí đao thánh quân lên tiếng hỏi. Mấy vị phóng viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một lát sau, tu sĩ nhật báo phóng viên hỏi, xin hỏi bí đao thánh quân, cật qua tiền bối cần gì trình độ công đức chi lực. Mặt khác, hỏi thêm một cái cần chúng ta làm sao phối hợp sao. Lúc này, cật qua thánh quân thanh âm từ trong điện thoại vang lên, lão phu có một bí pháp, có thể mượn công đức chi lực vượt qua không gian hạn chế, ngắn ngủi hiện hình. Cái này một bí pháp đối công đức chi lực nhu cầu không tính lớn, chỉ cần đã ngưng tụ hộ thể công đức chi quang đạo hiếu, phối hợp hiệp trợ là đủ. Yên tâm đi, lão phu bí pháp cũng không biết cho đạo hiếu tạo thành tổn thương, ngược lại sẽ cho đạo hữu lợi ích to lớn. Nhưng có đạo hữu nguyện ý phối hợp lão phu. Mấy vị phóng viên nghe vậy, tâm động vô cùng. Chỉ cần có được hộ thể công đức chi quang, liền có thể từ bên cạnh hiệp trợ một vị uy tín lâu năm huyền thánh, vượt qua không gian hiện hình cùng bí đao thánh quân đại chiến. Về sau, sẽ còn thu hoạch được lợi ích to lớn. Đây quả thực là từ trên trời giáng xuống đại cơ duyên. Càng quan trọng hơn là nói không chừng có thể mượn cơ hội cùng một vị uy tín lâu năm bát phẩm huyền thánh kết tốt quan hệ, tương lai có thể thu được càng lớn tạo hóa. Đáng tiếc là, mặc dù tâm động, nhưng tu sĩ nhật báo, thiên cơ tin tức trung tâm, thần cương tu sĩ điện đài, cùng vu sư võng lạc trung tâm mấy vị phóng viên, đều là lắc đầu cười khổ. Chính đạo những người tu luyện cũng không ghét tích lũy một số công đức chi lực, cái đồ chơi này chỉ có chỗ tốt. Ở đây mấy vị phóng viên trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít công đức chi lực, bất quá cũng còn không thể ngưng tụ thành hộ thể công đức chi quang duy chỉ có thánh điện kênh cái vị kia phóng viên khóe miệng lộ ra ý cười xin hỏi bí đao thánh quân ta không phải tu chân hệ nhưng trên người của ta công đức chi lực vào tháng trước vừa vặn đã ngưng tụ làm hộ thể công đức chi quang ta có thể thỏa mãn yêu cầu sao vị phóng viên này nhắc tay hỏi hắn là tây phương thánh kỵ sĩ hệ người tu luyện cái hệ này người tu luyện cũng sẽ có đại lượng công đức mang theo vị phóng viên này vận khí rất tốt, vào tháng trước vừa vặn ngưng tụ hộ thể công đức chi quang. Lúc này, cật qua thánh quân thanh âm trong điện thoại vang lên, cái gì tu luyện hệ cũng không quan hệ, chỉ cần trên người công đức chi quang đã thành hình hộ thể là đủ. Tuổi trẻ người tu luyện, người tên là gì? Terry Á, ta còn có cái hoa hạ tên là Hổ Bắc Đông. Tóc vàng phóng viên cao giọng nói. Hổ Bắc Đông, tu sĩ nhật báo phóng viên. Thiên cơ tin tức trung tâm phóng viên bí đao thánh quân oa nhi này hoa hạ tên là ai cho hắn lấy vẫn là hắn bản thân nhìn thế giới động vật thời điểm tiện tay chỉ ta nhớ kỹ ngươi tên như vậy đưa ngươi tọa độ nói cho ta biết mặt khác tại một phút đồng hồ sau đưa ngươi hộ thể công đức chi quang thôi phát ra ta đem mượn nhờ ngươi công đức chi quang ngắn ngủi hiện hình cũng hoàn thành đối bí đao khảo hạch cật qua thánh quân ôn hòa nói không có vấn đề cật qua tiền bối ta đã chuẩn bị sẵn sàng Hổ Bắc Đông lớn tiếng trả lời, đồng thời lại đem mình bây giờ đứng tọa độ lớn tiếng báo lên. Cái này đại cơ duyên, rơi xuống trên đầu của hắn Á. Hôm nay là ngày may mắn của hắn, không sai được. Hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng đem thi cùng tiểu thải tỉnh lại. Tống Sư Huynh, cật qua thánh quân đi ra sao? Thi vuốt mắt hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, lập tức liền muốn đăng chàng cái này cật qua thánh quân bản thân cho sai rồi ước chiến địa điểm. Hiện tại, hắn phải dùng bí pháp mượn nhờ những người khác công đức chi quang, ngắn ngủi hiện hình. Không hổ là uy tín lâu năm huyền thánh, thủ đoạn chính là đa dạng. Mượn công đức chi quang hiện hình, mượn ai, tiểu thải nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía mình sư phụ dù sao sư tôn của nàng công đức chi quang, quá lưu. Nạc, mượn nhờ hình tượng này bên trong tóc vàng phóng viên, cái này ra hỏa hoa hạ tên là, hổ Bắc Đông, hẳn là Tây Phương bên cạnh thánh kỵ sĩ nhất hệ người tu luyện, trên người hộ thể công đức chi quang đã ngưng tụ thành hình. Một hồi cật qua thánh quân liền sẽ lợi dụng bí pháp, từ trên người hắn hiển hiện. Tống Thư Hàng chỉ trực tiếp trong hình ảnh vị kia tóc vàng phóng viên, cho Thi cùng Tiểu Thải giải thích. Tại là, Thi, Tiểu Thải, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục ngồi hàng hàng tốt, canh giữ ở trực tiếp hình ảnh trước. Tống Thư Hàng nhìn qua trong hình ảnh vị kia tóc vàng phóng viên, trong đầu suy tư cật qua thánh quân, nói cái kia mượn công đức chi quang ngắn ngủi hiện hình bí pháp, không hiểu cảm giác có chút quen thuộc. Một phút đồng hồ sau, tranh lệch thời gian không nhiều lắm, bí đao thánh quân trầm giọng nói. Nghe vậy, hổ bắc đông, liền tranh thủ trên người mình hộ thể công đức chi quang phóng xuất ra. Vì để cho cật qua thánh quân, thì pháp thuận lợi, mấy vị khác phóng viên đều đã trải qua rời xa, hổ bắc đông. Tại hồ Bắc Đông thôi phát tự thân hộ thể công đức chi quang đồng thời, trong bầu trời đêm cũng nở rộ một mảnh kim mang. Sau đó, kim mang hóa thành một chỗ liên miên bất tuyệt kim sắc tường vân. Tường vân bên trong mơ hồ có thánh khiết tiếng ca vang lên, lại có tiếng hoan hô cùng cười nói từ đó chảy ra, càng bổ sung lấy cường đại uy nghiêm. Không hổ là uy tín lâu năm huyền thánh thủ đoạn, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Loại này huyền thánh thủ đoạn, ngoại trừ người tu luyện bên ngoài, người bình thường là không thấy được. Nếu không, trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện mảng lớn kim sắc tường vân lại sẽ khiến một đợt khủng hoảng lại nói tiếp kim sắc tường vân hướng phía vị kia hồ bắc đông phóng viên hạ xuống liền như là cái phễu đồng dạng tường vân chảy ngược xuống hồ bắc đông một mặt vẻ mừng rỡ phối hợp với trống lên trên người mình công đức chi quang để chúng nó tận lực đại phát quang minh cùng trên bầu trời kim sắc tường vân sinh ra cộng minh hạch tâm thế giới a à, tống sư huynh con mắt ta đau quá tinh thần lực cũng có chút khó chịu còn có chút choáng đầu thi lên tiếng nói bàn tay nhỏ của nàng dùng sức vuốt mắt nước mắt không khô dưới không cần lo lắng đây là ngươi nhìn thẳng bát phẩm huyền thánh thi pháp thủ đoạn nhận lấy ảnh hưởng tu sĩ thực lực chưa đủ tình huống dưới nhìn thẳng huyền thánh thi pháp lúc hình ảnh liền sẽ không chịu nổi thì người bây giờ nhìn thấy đã là loại bỏ qua trực tiếp hình ảnh nếu như là canh giữ ở hiện trường nhìn thấy huyền thánh đấu pháp thậm chí sẽ trực tiếp hôn mê mà trực tiếp hình ảnh người chỉ cần bình tĩnh tâm thần thích ứng lập tức tốt Tống Thư Hàng lên tiếng giải thích nói. Đồng thời trong lòng của hắn khẽ động, thông qua, thánh ấn, cùng thi trên người, con dấu, liên hệ, đem một đạo tiên thiên chân nguyên đưa vào thi trên thân, làm dịu ánh mắt của nàng cùng trên tinh thần đau đớn. Liên quan tới đoạn này chi thức, Tống Thư Hàng là kinh lịch, nho ra versus cửu U Tà Ma, đại chiến lúc, từ lệ chi tiên tử cái kia hiểu rõ đến. Hiện tại vừa vặn ủy nhiệm cho thi cùng tiểu thải. Nhưng là, trước đó tống sư huynh ngươi cùng bí đao thánh quân lúc huyết đấu tinh thần lực của ta cùng con mắt đều không có nhói nhói cảm giác a à. thi nghi ngờ nói bởi vì sư phụ là giả huyền thánh a à. tiểu thải nhanh chóng trả lời tống thư hàng khóe miệng co giật đó là xích tiêu đạo hiếu thông cảm các ngươi xuất hiện ở kiếm thời điểm còn một mực âm thầm che chở các ngươi hắn mặc dù là cái giả huyền thánh nhưng xích tiêu kiếm thế nhưng là hàng thật giá thật trường sinh giả phối kiếm hắn nếu thật bạo phát có thể chém ra cửu phẩm kiếp tiên cấp công kích công kích như vậy ngũ phẩm trở xuống tu sĩ quang vừa nhìn thấy liền sẽ tinh thần nhói nhói hôn mê a à, thì nhẹ gật đầu lại chướng kiến thức lúc này tô thị a thập lục đột nhiên lên tiếng nói a à, các ngươi có cảm giác hay không cái này kim sắc tường vân hạ xuống vị trí có chút lệch ra giống như có chút kim sắc tường vân tựa hồ càng lúc càng lớn tiểu thải đạo tống thư hàng ngọa thảo sở dĩ cái này kim sắc tường vân càng lúc càng lớn, muốn chiếm hết toàn bộ trực tiếp hình ảnh, là bởi vì cái đồ chơi này tại chiều lấy hắn lưu tại hiện trường cái kia một điểm nhỏ, công đức chi quang biến thành con mắt sông tới nguyên nhân. Tống Thư Hàng trong lòng có loại dự cảm xấu. Sau một khắc, trực tiếp hình ảnh đen bình phong. Chuyện gì xảy ra, thì nghi ngờ nói. Tô Thị A thập lục nhìn về phía Tống Thư Hàng, nhìn lấy Thư Hàng một mặt mộng bức, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có suy đoán. Nàng nhấp khẩu, linh mạch bích trà, hỏi, thư hàng, vị kia, cật qua thánh quân, bí pháp, sẽ không rơi xuống người lưu tại hiện trường điểm này, công đức chi quang, trên thân A. Tống thư hàng tiếp tục một mặt mộng bức, nói thật ta cũng ngộp kê A. Dưới chân linh sơn, hổ bắc đông miệng thật to dương, hắn cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn về phía mình thân thể cách đó không xa hư không. Không chỉ có là hắn, còn có mấy vị khác phóng viên, cùng bí đao thánh quân, đều là cái biểu tình này. Ngay tại vừa rồi, mắt thấy cái kia đầy trời kim sắc tường vân liền muốn rơi xuống hổ bắc đông trên người thời điểm, đột nhiên tường vân ngoặt một cái, tẩu vị phong tao, rơi xuống khoảng cách hổ bắc đông trăm mét có hơn hư không. Bí đao thánh quân vội vàng trọng gọi, cật qua tiền bối, điện thoại, muốn nói cho cật qua tiền bối, bí pháp của hắn chạm đất điểm ra sai, thất bại tin tức. Đúng lúc này, tường vân hạ xuống chỗ, có một bóng người chậm rãi bắt đầu ngưng tụ. Tại chỗ kia trong hư không, đầu tiên là có một chút sán lạn kim sắc quang mang hiển hiện. Đó là cao độ ngưng tụ, công đức chi quang, lực lượng. Sau đó, tường vân lực lượng cùng công đức chi quang hòa làm một thể. Lấy điểm này công đức chi quang vì, hạch tâm, kim sắc quang mang bắt đầu kéo dài, kéo dài. Cuối cùng, hóa thành một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, người khoác ngắn gọn đạo bào, là đạo gia tu sĩ. Hắn tay trái phất trần, tay phải dẫn theo một thanh đoạn kiếm hắn khuôn mặt cương nghị giữ lại dâu dài xem xét chính là loại kia vạn người không được một cao nhân đây chính là cật qua thánh quân cách đó không xa những ký giả kia thật nhanh đem một màn này thu xuống tới đồng thời trong đầu đem cật qua thánh quân hình tượng và trong trí nhớ ngàn năm trước đó độ kiếp huyền thánh tư liệu bắt đầu đối chiếu muốn nhìn một chút vị này thần bí cật qua thánh quân đến cùng là vị nào huyền thánh tiền bối loại khí chất này xuất chúng trang phục cùng dung mạo có đặc sắc thánh quân là vô cùng dễ nhận ra. Chỉ cần ngàn năm trước đó hắn từng, huyền thánh giảng pháp, lưu lại ghi chép, liền nhất định có thể xác nhận thân phận của hắn. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 82